Chào mừng quý thính giả cùng đến với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tập truyện ngắn phiêu lưu đường rừng đầy hấp dẫn. Hãy cùng nhấn vào nút like khi nghe chuyện và để lại bình luận của mình bên dưới mỗi câu chuyện nhé. Mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện Cướp rừng của tác giả Nguyễn Thệ Thủy Chuyện được xuất bản năm 1943 Một buổi chiều Ánh nắng đã tắt ở phía trời Tây Thì sương chiều cũng tỏa xuống một màu trắng đục Ngọn núi màu tím chết sừng sững đứng ngạo nghễ Liền đấy mấy trái núi nhỏ chập trùng Nối nhau nằm dài thành từng lớp nhô lên nhô xuống Bóng một vài con chim tử quy Bay vội vàng về một hướng Rời dạ kêu lên những tiếng buồn bã gọi đàn như nhắc nhở mấy người tiểu phu lực lưỡng mau trở về nhà Để hưởng sự đầm ấm của gia đình Trong một buổi chiều hơi lạnh Và hình như những tiếng kêu của loài chim nọ Cũng là một dấu hiệu cho họ vội vã dỗ lại bó củi quẩy lên vai Họ rủ nhau trở về bằng những tiếng mường líu lô khó hiểu Bóng họ in nổi bật trong làn dương đục Thành một nét thẫm ngoạn mục Thế là hết Cảnh núi rừng âm u chỉ còn vương lại bọn họ Thì họ đã trở về không còn ai ở lại bầu bàn cùng chúng nữa xa xa mấy chiếc nhà sàn rải rác bên những đồi chè đã có những ánh lửa nhấp nháy trời cũng đã tối sầm gió bắt đầu thổi mạnh trong cái cảnh yên lặng và âm u đó đột nổi lên một tiếng động đó là tiếng lộp cột của những vó ngựa phi đều và tiếng lọc cọc của một chiếc xe bánh gỗ tiếng xe to dần và lùi lũi hiện ra một chiếc xe song mã nhờ chiếc đèn dầu lắc sang bên nọ chẹo sang bên kia bởi đà chiếc xe lắc lư từ trên đường đất người ta nhận thấy người giữ ngựa là một lão thổ già lão mặc một bộ quần áo màu tràm đầu đội chiếc nón vành to cặp mắt già nua luôn luôn nheo lại dưới cặp lông mảy thưa cây mũi thon thon hơi cao ăn khớp với hai tròm dâu mép rộng quạp xuống ria mồm đối với khuôn mặt chiếc mồm mà có cặp môi hơi mỏng bệu xuống như mếu tất cả bộ mặt của lão đã tỏ ra nỗi kham khổ trong cuộc đời nhiều rồi Lão luôn luôn giờ dây cương cho cặp ngựa thổ gầy yếu Phi nước đại cho qua quãng đường khó đi này Nhưng cặp ngựa chẳng còn đủ sức đi nhanh nữa Vì tự trưa chúng đã phải luôn luôn chân chạy Mà chẳng có hạt thóc hay mớ cỏ nào vào đôi dạ dày của chúng Đột nhiên chúng dừng lại thở phì phì Lão thở dài một cái Buộc dây cương vào thành chiếc xe bước xuống Đi ra đằng cuối Lão vạch chiếc cửa vải xoay ngọn đèn vào mặt một con bé xinh xắn Nhưng gầy yếu đang ngủ trên một chiếc chiếu rách nát Lão vừa lay vừa gọi Si Lan à Dậy đi con Ngựa đã đói mà tháo không còn Con dậy cầm liềm cắt cho nó ít cỏ con Con bé Si Lan tỉnh dậy còn ngái ngủ Ngáp dài một cái rồi nói Khổ nó quá ông nhỉ Một ngày chạy mấy dặm đường Rồi nhanh nhẹn Si Lan lục chiếc liềm để ở góc xe trong Rồi long không cúi mình ra khỏi cửa xe nhảy xuống đất Lão già đưa chiếc đèn cho cháy Rồi lần tới đầu xe Vỗ lên bờm hai con ngựa nói những câu an ủi như nói với người Hai con vật trung thành hí lên những tiếng vui mừng Rụi đầu vào ngực chủ ra chiều yêu mến Còn xì lan đi cắt cỏ ở xa đấy độ vài chục thước Vì trời tối Nó luôn luôn va lưỡi liềm vào tay Và nghe tiếng ngựa hí Xì lan nói quay trở lại Ý chừng các cậu đói nên hí luôn ông nhỉ Nói rồi nó đứng dậy cầm nắm cỏ chạy về chỗ xe đỗ cho ngựa ăn lão thổ già nhìn nắm cỏ chép miệng ngậm ngùi nói ở đây cỏ danh nên không tốt con ạ à. cho chúng ăn thế thì khổ chúng lắm nhỉ lão tiến dần lại gần cặp ngựa hơn vỗ về và vuốt ve chúng nếu ông cháu ta no thì chúng mày cũng chẳng phải thế này một lần nữa cặp ngựa lại hí lên như để hưởng sự vuốt ve ô yếm nhưng chúng nó có hiểu cho không Người chủ già của chúng đang chịu trăm ngàn nỗi khổ cũng như chúng Người con trai đầu lòng của lão Và cũng là người con trai cuối cùng của lão Làm lý trưởng trong bản lạng vì Sau một đêm đi tuần tiễu một bọn buôn lậu người kinh Đã bị họ giết chết bởi sự khôn khéo của họ Đêm ấy lão đang ngồi nói chuyện cùng con dâu và đứa cháu Con si lan thì bố nó về Trên lưng còn cắm sâu một lưỡi dao găm Xuyên thấu phổi Mặt đã tím dần vợ gã sợ hãi chạy ra ôm lấy chồng nhìn bố già lo ngại trong khi con si lan khóc thét lên thấy con như vậy lão gầm lên mắt trợn tròn xoe rồi đau lòng lão rút phát con dao ở lưng con ra máu ổng ộc chảy và con lão thở hơi cuối cùng trên tay vợ gã một hồi lâu sau sự im lặng vì bầm tím gan ruột lão gầm lên từng tiếng với con dâu mày không được khóc lóc nữa hãy nghe tao mà im đi rồi sớm mai chôn cất cho chồng mày Và con tao Tao sẽ trả lại lưỡi dao này trên lưng kẻ nào đã giết con tao Nghĩa là tao sẽ báo thủ cho con tao Cho chồng mày Cho cha con si Lan mày biết chưa Lão nói như điên như cuồng Tay cầm con dao cắm phập vào cột chiếc nhà sàn Nhìn con rồi cũng ứa nước mắt như dâu như cháu Nhưng sau 3 tháng trời dòng xã Lão lần mò vào rừng tìm kiếm kẻ thù của dòng họ si. Nhưng biển biệt chẳng thấy bóng thủ địch đâu Mà con dâu lại bị thương chồng Sau những ngày khóc lóc mang trọng bệnh mà chết Lại một lần nữa lão đau lòng Nhưng lần này lão không khóc Mà mối thủ của lão hôn bùng lên Lão lo liệu ma chay cho con dâu Rồi có ý định thu dọn nhà cửa đi sang dinh quan châu ở vùng bản diệp Xung vào đoàn vệ binh Mong rằng vào đấy Lão sẽ được đương đầu luôn với cướp rừng Và sẽ tìm kẻ thù một cách dễ dàng hơn Lão đi mang theo cả đứa cháu Hai con ngựa trung thành với chiếc xe Dòng dã nửa ngày trời Vì ngựa đói Lão dừng lại đây để cho ăn cỏ Và lại sẽ đi gấp Để sớm mai tới dinh quan châu Sau một lát nghỉ ngơi Người và ngựa lại đi Nước chạy của đôi ngựa bây giờ hay hơn trước Vì vừa no bụng Chiếc xe sóc mạnh hơn Vì qua con đường lồi lõm với chân các thú vật Vì đây là cửa rừng cấm cả tạch cả tàng cả tạch cả tàng tiếng xe kêu một giọng đều đều trong khoảng rừng núi âm u ánh ngọn đèn gió leo lét nếu đứng xa trông như bóng một con vật kỳ dị lão đột nhiên quay lại nói với con si lan ngồi nhô đầu lên ở phía sau si lan à con lấy cho ông chiếc súng rồi ra cầm cương cho ngựa chạy mau hơn lên vì đây là rừng cấm rồi nghe ông nói con bé vội vã vác chiếc súng hỏa mai trèo ra ngoài đưa cho ông nó, rồi tự tay đỡ lấy cương cho ngựa chạy. Cả tạch, cả tàng, chiếc xe vẫn chạy đều đều và vang lên. Nhưng đột nhiên đôi ngựa dừng hẳn lại, chúi đầu vào bụi cây, đạp hai vó ra đằng sau, làm chiếc xe bị rung động dữ. Xì Lan cố gỏ cương cho nó quay ra, nhưng nó càng rút mạnh. Rồi một mùi kham khảm hôi hám sông ra, lù lù một đống một con hổ, đôi mắt sáng quắc đang tiến lại gần lão già thổ đứng cho thẳng người đưa súng lên tầm vai nổ cò đoàn con hổ bị trùng thương quay đầu chạy thì đoàn một phát nữa làm nó gục xuống màu ra lênh láng lão già xem chừng hổ đã chết bèn dục cháu con xuống với ông vác nó lên đây để làm quà cho quan châu sau một hồi lâu hì hục mới mang nổi con hổ lên xe vì nó rất to và lấy lại cương chiếc xe lại đi trên con đường đất khi tới bản diệp Thì trời chưa sáng hẳn Hãy còn mở xương Chiếc xe từ từ đỗ lại ở cổng làng Đường đi lúc ấy rất thưa người Hỏa hoàn chỉ có một vài người tiểu phu cởi trần Vác lên vai chiếc đòn càn Và dắt cạnh sườn con dao quai Nằm trong chiếc vỏ bằng tre ghép Họ đi qua chiếc xe Nhìn vào bằng một con mắt thản nhiên rồi lại đi Nhưng có một vài người tò mò hơn Cố nghển cổ nhìn vào chiếc xe Thấy con hổ lớn nằm đấy bèn sán lại gần để xem và bàn tán. Một người hỏi lão. Cụ bán được từ bao giờ thế? Lúc ấy lão đang buộc chiếc cương vào thành xe. Chợt nghe thấy có người hỏi vội vã đáp. Mới bắn, tôi phải nhằm hai phát đấy. Người kia cảm phục lại lưỡi đáp. Bán ác cả, con này người bán khá cũng phải bốn phát mới chết được. Vì trong xe có con hổ, cho nên người mỗi ngày một đông, Họ xúm xít quanh chiếc xe khen luôn mồm Và cũng vì thế cái tài thiện xạ dạ của một người lạ mặt tới làng Đã vang đi khắp nơi Rồi đến tai quan châu Vốn là người ưa chơi súng Ngài rất đội vui mừng khi nhận được tin có người thiện xạ dạ tới làng Và cũng vì muốn thu nhận những người tài giỏi Quan châu bèn sai người ra gọi ông cháu lão vào Lão thấy vậy Vội vã dục cháu lên xe đến dinh quan châu Nằm dài bên sườn một trái đồi giải rác mấy nóc nhà bằng ngói quét vôi màu trắng. Ẩn trong một lớp lá dừa một chiếc chòi canh đứng chơ vơ gần chân đồi. Đó là dinh quan châu bản diệp. Dinh thự và trại quân của ông châu đóng trên một trái đồi. Là vì luôn luôn mấy năm nay, tự buôn lậu và cướp rừng, hoạt động luôn ở khu vực bản diệp. Chúng chẳng kiêng nể gì ai cả. Có khi ban ngày ban mặt ở trong rừng cấm, người ta cũng nghe thấy tiếng súng nổ liên tiếp. Người ta nói đó là chung cướp lẫn nhau dân bản diệp rất lấy làm lo sợ khi đi làm việc thì chiều tối sầm lại vội vã trở về khóa chặt cửa lại người ta lại còn đem những chuyện cướp bóc ra để dọa trẻ con thì chúng sợ lắm quan châu thấy vậy muốn để cho dân yên sống mà làm ăn ngài bèn cho dựng trại lên sườn đồi cho tiện việc ngăn cướp vì chúng muốn qua làng thì chỉ có một con đường ấy mà thôi và ngài lại lập ra một đoàn vệ binh họp lại bởi những trai tráng trong làng thiện nghề súng đạn không những thế Lại còn rộng cửa đón những người ngoài ra muốn giúp việc nữa Bởi vậy khi ông cháu lão già thổ vừa đánh xe tới Thì tự quan châu ra đón tiếp Lão thổ vội nhảy xuống cúi đầu chào Ông châu đáp lễ và gọi vào phòng sấy Lần đầu tiên lão được xử như vậy bởi lượng người trên Thì lão có ý rủ rẻ không muốn ngồi Tới lúc ông châu mời lần thứ hai lão mới dám Khi lão đã ngồi Ông Châu mở đầu câu chuyện bằng một nụ cười ông tới bản này là có ý định gì thưa quan chúng con đến đây là có ý định xin vào đoàn vệ binh của ngài song còn e ngại vì mình tuổi tác đã cao chẳng hiểu có còn đủ sức để giúp cho dân mãi mãi được chăng ông không ngại điều đó trong đoàn vệ binh đây tôi không bó buộc họ phải giao một thời hạn nào cả nếu mình yếu đau đã có thuốc chữa nếu mình có công việc bận ở nhà xin thôi thì tôi sẽ xét xem nếu quả là có thực thì sẽ cho về không giữ. Song phần nhiều là họ nghĩ muốn cho vợ con mình yên ấm thì chính mình phải quên thân mình đi. Chứ về bo bo với vợ với con mà chẳng nghĩ tới sự che chở thì cũng bằng thừa. Cho nên họ tận tâm với tôi lắm. Nhưng thưa quan, muốn vào đoàn vệ binh ấy thì chúng con cũng muốn. Nhưng e rằng ngài còn điều kiện gì mà chúng con không theo nổi được chăng? Điều kiện, ngoài ra một vệ binh đều phải là những người có tâm huyết với đồng loại, còn thì chẳng có điều chi bó buộc cả Ông Châu nói xong im lặng một lát Như để nghĩ ngợi điều gì Rồi đột nhiên ông lại nói Tôi nghe ông cũng là một tay thiện xạ tới đây Là có ý muốn xung vào đoàn vệ binh Vậy theo ý ông Ông còn muốn sửa đổi điều gì nữa chăng Lần này lão thủ lại im lặng Mắt lão lờ lờ nhìn xuống viên gạch đỏ lát nhà Đam chiêu nghĩ ngợi Lão muốn nói một điều mà chưa muốn nói giờ khác qua cũng đã lâu lão im lặng như một pho tượng bất xác lão mạnh bạo hỏi thưa quan đoàn vệ binh của quan thì không còn điều gì đáng thêm bớt cả nhưng con còn đưa cháu nhỏ mong quan mở lượng cho nó ở chung cùng con trong trại thì con mới an lòng ông châu nghe nói sốt sáng đáp điều đó ông không ngại tôi sẽ nuôi nó và sẽ cho nó đi học ở trường làng coi nó như con ông đừng ngại vì tôi hiếm con Và con bé cũng ngoan ngoãn Trên mặt lão tháng một vẻ tươi tỉnh Lão hân hoan vô cùng Đội ơn quan Nếu thế thì dòng họ si may còn có cơ dựng lại Và từ nay con là người dưới quyển quan Quyết dạ trung thành với quan Xin quan hiểu rõ cho Nói rồi lão xin ra ngoài để đánh xe vào trong rình Cặp ngựa thấy chủ già hí lên những tiếng vui mừng Còn si lan cũng vậy nó thấy ông nó mà tươi tỉnh thì vồn vã hỏi han lão bảo nó vào dinh quan còn phải giữ gìn lời nói cho lễ phép Chứ đừng quen mà làm đụng ông nhé quan sẽ nuôi cho con ăn học để bảo tồn lấy dòng họ nhà ta thì con phải chăm chỉ mà học hành đừng phụ ơn quan nói rồi lão giác xi lan theo cùng chiếc xe song mã vào ông châu đã chờ ngoài cửa thoáng thấy hai ông cháu họ di vào niềm nở chạy ra Ông vuốt về đầu Si Lan nói Con lên mấy? Si Lan lần này là lần đầu Được ông Châu là người mà cha mẹ nó Cả đến ông nó vẫn kính phục và sợ hãi Vuốt về thì hồi hộp lắm Nó thấy tim nó đập rội lên Nó ấp ủng mãi Mới nói một câu mà chẳng thành câu Dạ Bẩm quan Nó chưa hết lời thì ông nó đã đỡ lời Bẩm quan cho nó lên mười lên 10 mà đã biết thương ông và ngoan ngoãn lắm rồi, ta sẽ nhận con làm con nuôi, con có bằng lòng không? Con Si Lan định trùng trình để ông nó nói hộ nó, nhưng lần này ông nó không nói, vì là việc này phải để tự nó nói ra mới được, chứ ông nó nói thì không tiện. Si Lan nhìn ông nó mãi mà chẳng thấy ông nó nói, nó chỉ thấy trên nét mặt ông nó một sự dục dạ nó phải nói. Si Lan thừa có ạ. À? Ông Châu thấy nó ấp úng vì lo sợ Bèn cười dắt nó vào trong nhà Rót cho nó cốc nước trà để nó uống Rồi quay sang nói chuyện với ông nó Lúc trời đã quá trưa Có chút nắng vàng sưởi ấm cỏ và cây Bữa cơm trưa cùng đã dọn ra Bà Châu cũng vừa lên Rất đổi vui mừng Khi nghe chồng nói chuyện về việc này Mầm cơm thêm đũa thêm bát Thành ra vui vẻ Trong khi mọi người vui câu chuyện thì thình lình có một người sồng sộc chạy vào hốt hoảng nói không ra tiếng đó là một gã trẻ tuổi mà quần áo màu tràm rách ra như bướm đầu tóc rối bù mặt mũi tím bầm dưng lên từng cục một như bị ai đánh Hàn lắp bắp nói không ra lời ông châu vùng dậy nắm lấy vai gã hỏi làm sao làm sao có việc gì anh nói ra gã thở hồn hển nói từ sáng hôm nay quan cho con đi vào khu rừng cấm để dò hành tung bọn nó con vâng lời ra đi và sau một hồi sục sạo con thấy bọn chúng tụ họp ở một khe núi chúng bàn với nhau rằng đến tối nay sẽ đi cướp ở miền bản pha khu rừng phía bắc hắn nghỉ một lát rồi lại tiếp con bèn từ từ lần ra khỏi chỗ nấp thì chúng trông thấy chúng bèn túm lại đánh con con tối tăm mặt mũi vì bị chúng nó đánh chúng đánh con đau lắm con ngớt đi Lúc tỉnh dậy thì không thấy chúng đâu cả Chắc là lúc con ngất đi Chúng tưởng con chết rồi bèn bỏ đi Vậy qua nên để phòng cho người đi đón chúng mà đánh Thì mới có cơ hội trừ tiệt chúng được Ông Châu nghe xong bèn truyền cho hắn Được Ta cho anh xuống trại mà nghỉ ngơi Và bảo bà thuốc thang cho chóng lành mạnh nghe không Con xin nghe Nói rồi hắn toàn quay ra Thì ông Châu lại gọi giật lại À nhưng anh có gặp mai kha không hàn đi phía rừng lau đấy mà sao bây giờ chưa về trình còn không được gặp thôi cho anh xuống sau khi gạ thám tử xuống rồi ông châu bèn quay về phía lão già thổ nói đấy là thằng tan nó rất được tôi trông cậy trong việc đi giao thám vậy lời nói là đúng ông nên ra sửa soạn để chiều nay ta đi lùng bắt họ từ bấy giờ đến chiều sầm chẳng có tin gì lạ cả mà mai kha cũng chưa về cuộc sửa soạn đã xong ông châu và lão già thổ đi đầu theo sau là toán vệ binh mặc quần áo chàm vai mang súng tất cả đều cưỡi ngựa chạy rầm rập làm bụi mù cả đường đất đứng bên bà châu con silan lan nhìn theo bóng ông nó mãi rồi mới trở vào từ khi đoàn vệ binh đi rồi thì dinh quan châu im lặng dưới màu đen tối bác lính thổ đứng canh ở chiếc chòi đi đi lại lại chán rồi lại vào chòi đứng có khi buồn gã móc túi lấy chiếc tàu thuốc bào Mà vợ hắn ở nhà kỳ cục mài bằng một cục đá thành hình dài ra châm diêm hút Bỗng những tiếng vó ngựa phi gần lại Làm hắn giật mình ngỡ đoàn vệ binh về Đang lúng túng định vứt chiếc tàu xuống đất bồng súng chào Thì đoàn một phát súng nổ Gã ôm um ngực lào đảo ngã Đoàn ngựa nọ phi thẳng vào trong trại Súng luôn luôn nổ dầm trời Đoàn vệ binh còn lại giữ nhà biết ngay là cướp Vội vàng ra nghênh địch Tiếng súng hỏa mai luôn nổ phía dưới làng Lửa bắt đầu cháy Tiếng kêu khóc của đàn bà con trẻ ơi ới Bọn cướp đã khôn ngoan Một mặt thông đồng với tan Tên thám tử mà ông Châu tin cậy Đánh lửa cho ông dẫn đoàn vệ binh đi một phía Chúng trở lại đánh bản diệp Vì bản này vốn sẵn giàu và yên ổn nhất Vì có đoàn vệ binh Quân của chúng chia hai mặt Một mặt đánh cướp của cải lương thực trong đồn quan châu Và một mặt đánh cướp làng mạc cái tin cướp đánh làm cho bà Châu run sợ Bà cuống quýt chạy ra cửa trước cửa sau Kết cục bà vẫn ở trong phòng Còn xin Lan ở trong phòng riêng Vội chạy lên phòng bà Con bé sợ Nhưng mau trí khôn Can đảm dắt bà chạy ra tàu ngựa Dắt hai con ngựa của cha nó để lại Ra bảo bà Châu cưỡi lên một con Còn nó một con phóng chạy ra cổng sau Hai con ngựa vừa được ăn no chạy hay lắm Bước chân tăm táp như bộ máy Nện đều trên mặt đất sắn Chạy mãi tới một khu cỏ lao cao ngất Chằn giữa ngăn hai con đường hai bên Người đi bên này không trông thấy người đi bên kia Vì cỏ lao mọc cao và rậm rạp Nó bảo bà Châu Bà nấp vào trong bụi lao cả cặp ngựa nữa cho kín Còn con, con ra phía đồi gần kia để xem tình hình ra sao Nói rồi thu dọn chỗ cho bà Châu nấp đầu đấy Rồi chạy nhanh lên phía trước đồi con không xa đấy là mấy Nó nhìn về phía dinh trại Thì thấy lửa cháy ngùn ngụt tiếng súng nổ đã thưa dần và phía cổng nhà ra một đám đông người ngựa biết ngay là tụi cướp sau khi vơ vét đã bỏ đi chúng phi ngựa chạy rầm rập về phía đường bên kia vội vã xi lan chạy xuống chỗ chú ẩn tới nơi thì tụi cướp vừa tới bên đường bên kia nó dắt vội con ngựa ra khỏi bụi lau quay dặn nhỏ bà châu bà cứ ngồi yên chờ con trở lại hãy hay nói xong nó nhảy tót lên mình ngựa giả dòi cho chạy song song với tụi cướp chắn đôi bởi bụi lau. Tụi cướp vẫn chạy mà không biết có kẻ theo dõi ngay bên cạnh. Chúng chạy một hồi lâu, tới một trái núi sừng sững in trên nền trời thì dừng lại. Si lan nấp vội vào một khe đá, thấy chúng buộc ngựa vào một gốc cây thành gióng ngang. Chúng khuôn vác hòm xiềng cướp được vào trong hang, những tiếng xì xào nói chuyện líu lo. Sau cùng ngả rượu ra chè chén. Gặp cơ hội tốt, Si lan rời chỗ nấp, nhảy lên ngựa trở về đường cũ bà châu chờ di lan mãi lo ngại cho nó lắm luôn luôn mong đợi nó về chờ thấy tiếng vó ngựa phi trên đất sắn bèn ngó đầu ra nhìn thì ra nó thật nhảy xuống ngựa nó dụ bà châu lên con ngựa kia rồi nó lại thúc cho ngựa chạy nước kiệu về nhà nó rất đối ngạc nhiên vì việc xảy ra đã lâu mà đoàn vệ binh chưa trở về nó lo ngại cho ông nó lắm nó muốn nhảy lên mình ngựa đi tìm nhưng còn vướng bà Châu và đoàn lính bị thương mà nó và bà Châu cần chăm nom. Đoàn vệ binh đi thoát khỏi quãng đường làng sang tới khu rừng cấm, thì trời đã tối sẫm. Họ đi rất gấp, bóng họ thấp thoáng trong đêm tối. Tới châu đã định, ông Châu quay sang hỏi lão thổ. Ông định hành sự ra sao? Im lặng lão nghĩ ngợi. Địa thế ở đây kín đáo, thì sự hành quân cũng tiện lợi. Theo như tôi đoán, thì bọn cướp sẽ chỉ đi một đường này thôi Vì đường núi hiểm trở Ít người qua lại Chúng chẳng còn lo ngại gì cả nữa Ta phục binh hai bên lừa chúng đi qua Đánh ập lại hai bên sườn Thì dù chúng có giỏi đến đâu cũng vô ích Nhưng nhỡ chúng đi bên sườn núi bên kia thì sao Nếu thế thì ta đóng lùi quân lại Khu rừng lao kia sẽ chắn được hai đường Nói rồi Lão cắt đặt cho mỗi người một phận sự đâu vào đấy cả Lão và ông Châu tìm một chỗ kín đáo mà có thể thân nhận hết mọi nơi được để nấp. Bao nhiêu công cuộc tổ chức chu đáo cả là để nhận lấy một tên cực kỳ uất ức. Chờ suốt một giờ đồng hồ không một tiếng động, chỉ có gió lao sao nói chuyện với cây rừng, họp thành một khối đen ngòm. Hổ gầm hay tạc lưỡi ở phía xa xa. Suối rầm rầm chảy như một đoàn tàu hòa chuyển bánh, hay một vài tiếng chim lạ kêu ai oán. Ngoài ra những sự mà đoàn vệ binh trông ngóng thì không có. Tuy thế, họ vẫn nán lòng chờ. Họ mong đem cái nhẫn nại ra làm chủ lòng mình, nhưng vô ích, càng chờ càng không thấy. Mãi về sau, một chiếc tàn mái lá nhà nào lại rơi trúng đầu lão già. Lão giật mình nhìn về phía bản diệp. Trên nền trời cao thẳm, một ánh lửa hồng ngùn ngụt bốc lên, lẫn vào đấy chút khói xám xì. Lão quay lại nói, Quan trông, bản diệp phát hỏa. Giật mình, quan trâu trông theo tay lão, mặt nóng bừng kêu to. Chết rồi, tả mắc lửa chúng rồi. Thế rồi liền câu ấy, quan châu vừa chạy xuống đồi, vừa thổi còi thu quân. Trong bụi rậm, họ thấy rổ ra những bóng đen gì, những tiếng chân ngựa xôn xao, tiếng người nói hốt hoảng. Họ nhảy lên mình ngựa, ra dòi vun vút vào lưng ngựa vô tội, như chút hết cả nỗi bực tức vào chúng. Ông châu gầm lên, càng vút mạnh, người và ngựa cứ băng băng đi. Ông nhìn ngọn lửa càng ngày càng rõ, càng thấy bực tức vô cùng. Từ xưa tới nay, ông chưa hề thấp chí thua mưu ai cả, mà bây giờ đành bại lũ cướp rừng vô học. Con đường sao mà nó dài làm vậy, càng chạy càng thấy lâu. Vó ngựa đạp tung, bụi mù trời đất. Về tới bản diệp, thì cảnh cháy đã nhường cho cảnh hoang tàn. Nhà cửa ra cho, dân tình nhớn nhác, càng gợi lòng tức bực cho đoàn vệ binh thêm lên. Thấy đoàn vệ binh, Di Lan vội vã chạy ra đón nó rất đỗi vui mừng khi thấy ông nó không việc gì. Nó muốn giấu kín chuyện đảng cướp vì nó không muốn cho ông nó phải đi lần nữa. Nhưng cái mối thù của cha nó, của dòng họ nó với toán cướp nọ là nặng, bắt nó phải nói, tuy rằng nó chưa tin hẳn là bọn ấy có phải kẻ thù của nó không. Nó bèn nói cho họ biết và dẫn họ đi. Thôi thế là bao nhiêu nỗi bực tức đều vào cả cuộc trả thù này. Họ đi ngay. Họ đi rất gấp và dĩ nhiên con Si Lan là lần đầu tiên nó thấy cho ngựa chạy lần này là nhanh nhất Cây hai bên đường vun vút chạy lùi lại Gió gầm lên hai bên tai Khi tới nơi Bọn cướp đang hăng máu vì rượu Chúng cãi nhau ỏm tỏi Đứa nọ cà khịa với đứa kia Không hay rằng Ngoài này họ đang rình bắn chúng Lão giả thủ Ông con si lan chỉ thẳng đầu nói Tôi lấy mạng thằng kia Thế rồi đoàn một phát Tên tướng cướp ngã khụy xuống Bọn bộ hạ vội vã vừa vét lấy súng ống Súng bên đoàn vệ binh luôn nổ Khi chúng vớ được súng rồi Bèn bán trả lại Đạn nổ liên tiếp như đốt pháo Những chiếc thây nặng nề rơi xuống Một mùi thuốc súng khét lẹt khó người Trong bầu trời tối sầm Những tia lửa đạn lẻ ra như những ánh sao rơi Tiếng súng không thưa Vẫn nổ liên tiếp Họ bán nhau không phí đạn Những con hoáng trong bụi rậm xô nhau chạy Làm nhiều kẻ giật mình bầu không khí thành màu của tử thần xám xịt những khói những hơi đạn những ánh lửa nấp sau một phiến đá lão già luôn nhằm địch thù để nổ cò cứ mỗi một phát đạn của lão là một mạng địch nhân ngã ở nơi chiến địa mạng người treo bằng sợi tóc số người ta khó biết trong khói lửa vì sự sơ kỳ bất ý lão để viên đạn của kẻ địch xuyên thấu tim lão kêu lên một tiếng ngã gục xuống lão gào lên xi lan Di Lan! Lúc bấy giờ, cũng là lúc con Di Lan tìm ông nó trong khói lửa. Chợt nghe tiếng ông nó gọi, nó lần lần từng bước, lòng khom đến nơi có tiếng hỏi. Tiếng đạn dẻo bên tai, nó vẫn lần tới chỗ ông nó nằm. Nó xốc ông nó lên, lai gọi luôn mồm. Ông nó chợt tỉnh dậy và đưa nó con dao. Con xốc ông ngồi dậy, và con cầm lấy lưỡi dao này, tìm kẻ thù mà báo oán. Nó là một người kinh Nếu giết được nó Ta ắt trọng tội Vậy con nên giữ kín Đừng có tiết lộ cho ai biết Rồi lão tắt nghỉ Tiếng súng thưa dần Vì địch quân đại bại xin hàng Rồi im lặng hẳn Làm nổi bật tiếng khóc của con si lan Ông Châu vội vã chạy tới lay gọi Tưởng chừng như cứu vãn được sự chết cho ông nó Nhưng ông nó đã chết thật rồi Buông ông ra Ông Châu thở dài, ngậm ngồi đứng lặng nhìn đứa con nuôi bé nhỏ, đang ôm xác ông nó khóc lóc. Một buổi chiều mùa hạ, nắng vàng gay gắt chiều xuống lớp cỏ xanh gì. Ngoài nghĩa địa, những nấm cỏ nằm dài một cách im lìm. Ông Châu dắt xi si lan tới nấm mổ ông nó, cầm bó hương trầm lên phần mổ, đốt mấy lá vàng giấy. Ngậm ngồi, ông vái trước mồ mấy vái, khấn nhầm vài lời, rồi lặng nhìn đứa con nuôi thơ dài. Chào ôi, cây giờ phút này đã làm cho ông nghĩ lại bao công trạng của ông con Di Lan, giúp ông trong cuộc trừ khử bọn cướp rừng, mà chịu chết, chết ở nơi khói đạn mờ mịt, mang theo nỗi bất mãn của mình. Vậy muốn đền ơn ấy, ông phải gây dựng cho con Di Lan. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện. Mối tử thù của tác giả Nguyễn Lam Điền Chuyện được xuất bản năm 1939 Hôm nay cất đám bác ba Người cai cả và đầy tới chân tay của ông chủ Kẻ quan tài bốn người khiêng đi trước Một hàng dài những người thợ mỏ đen đuổi và lam lũ Lần theo con đường cỏ xanh cao đến quá lưng Để ra ngọn đồi bên kia Là chỗ mấy người thợ bạn đã đào từ sáng một cái huyệt Nơi nghỉ cuối cùng của người cai cả Bọn thợ đi nghiêm trang lắm Phần thương người xấu số ít Nhưng phần nhiều là sợ ông chủ đi trước quan tài Đường nói chuyện một cách thân mật và vui vẻ với nghĩa Thầy thư ký trẻ tuổi Lẫn trong đám người lam lũ ấy Một bà cụ ăn mặc lối tỉnh thành Cũng chịu khó bước trên con đường gồ ghề Nét mặt đam đam Buồn sầu như có vẻ thương người chết lắm Bà cụ ấy cả mò ai cũng biết và cũng mến chính là bà đẻ ra thầy thư ký. Bà là bà tiên của mỏ, vì thường ngày bà hay chu cấp cho các gia đình thiếu thốn, đến thăm và cho thuốc những người ốm. Mỗi lần bà đến, đều như có đem theo chút ánh sáng, cho những gian nhà lá tối tăm dựng tạm thời cho thợ ở. Thuốc men, tiền của, họ quý thật, nhưng vẫn không trọng bằng những lời an ủi đầy mối từ tâm của bà. Họ nhớ những ngày bác cai cả ốm, nhà không người săn sóc, vì khốn nạn Vợ và con bác trong vòng có hai tháng trước Đã tiếp nhau mà đi Bà cụ chẳng quản khó nhọc Đến tận nhà thang thuốc cho Đêm hôm nguy kịch cuối cùng Bà cụ thức suốt sáng ở đấy Bỏ cả bữa cơm chiều Vì bà thấy bệnh người ốm không bớt Nhưng đã là số thì tránh thế nào được Họ thì thầm bảo nhau thế Số hay là trùng Mà nhà có hai vợ chồng với một con đều chết cả Đám đã xuống hết đồi qua một cái cầu bằng ba tấm ván dài Bắc trên một dòng suối nước xanh như phẩm lục Chảy yên lặng dưới những cảnh cây ngả um tùm hai bên bờ Rồi lên dốc Theo một con đường ngoằn ngoèo Gồ ghề những sỏi Dẻo bên nương của một gia đình thổ Đường đứng ngạc nhiên trên nhà sàn Ở lưng chừng đồi Nhìn đá ma một người kinh đi qua Độ hơn 300 thước nữa là đến huyệt Một miếng đất sạt phẳng Đã có đến răm sáu cái mộ rồi Của những người nhà bọn phu mỏ thợ đứng xung quanh cái hố đảo nham nhở không sâu lắm yên lặng nhìn bốn người bạn dòng cái quan tài xuống rồi trước khi lấp đất một người thợ có lẽ trước khi vào đây làm phu mỏ ở làng cũng là học trò một ông thầy bùa đứng trước huyệt hoa tay đọc những câu thần chú gì để gọi cho đủ lễ và nhất là làm yên lòng những người còn cần sống trong vùng mỏ này ông chủ đã ra hiệu cho xúc đất đổ xuống huyệt thì bọn thợ lần lượt nhau không ai bảo ai Cúi nhặt một viên đất ném vào hố Sau khi vái lấy lệ Họ tản mác rủ nhau về Vui vẻ không nghĩ gì đến người chết nữa sung sướng vì ông chủ nhân người cai cả mất Đã cho họ nghỉ cả ngày Ông chủ Bà cụ và Nghĩa Thầy thư ký trẻ Về sau cùng với mấy người phu Và cai mang mai và sàng Ông chủ ra dáng vui vẻ lắm Cười nói luôn mồm Còn bà cụ nét mặt vẫn đam đam buồn thảm đi sát ngay bên cạnh cậu con trai lơ đắng, ngây những con chim díu rít gọi nhau trên những cành cây cao. Tôi cũng tiếc hắn lắm, công việc mỏ đương chạy, than lấy không kịp bán, có một người cai cả lại lăn cổ ra chết, kể kiếm được một người như nó cũng hiếm lắm. Và trước đã ở với hai bác đấy, chắc bác... Bà cụ bỗng cắn môi rồi thở dài nói. Tội nghiệp cho hắn, biệt kiếp chưa có làm nên tội gì, để rời bắt hết vợ con, lại đến mình. Ông chủ cười chăm chú nhìn bà cụ đáp. Tội lỗi gì? Biệt đầu không phải là cái số. Tôi đã hỏi ông đốc tờ ở trên tỉnh. Ông ta cũng chưa từng thấy có ở đâu bao giờ cái chứng bệnh, cứ sốt liên miên vài ngày, rồi đi một cách bất ngờ như thế. Vâng, nhưng ở lâu trong rừng núi, tôi cảm thấy tin ở sự báo oán. Ngẫm cả nhà thằng ba chết một cách mau chóng trong một thời gian không lâu gì Tôi cứ ngờ sợ rằng Nó đã làm một điều gì thất đức chăng Ông chủ bỗng tái mặt lại Nhưng ngượng làm ra vẻ tự nhiên Ngảnh trông lên đồi nói Bà cứ nghĩ quẩn đến chuyện ma quỷ ấy Làm gì cho thêm bận lòng Ở chỗ đất vắng vẻ này Rồi cười nói ra vẻ bông đùa Nhưng bác có sợ gì đâu Tôi biết bác bảo lắm Hồi còn bác sai Tôi đã thường được nghe nhiều chuyện bạo của bác lắm Bà cụ yên lặng không nói gì Nhìn bước mình đi trên con đường đá sỏi Đột nhiên giọng nói trở nên rắn giỏi Bà cụ dằn từng tiếng Tôi không sợ thật Nhưng không làm thể nào mà át được lòng tin Bây giờ tôi còn tin rằng Có lẽ nhà tôi săn bắn nhiều quá Nên oan hồn những con vật chết Mới xu nên cho nhà tôi qua đời Một cách thê thảm thế Dựa lúc đi săn với bác Ông chủ chép miệng nói Người ta biết đâu mà tránh những cái không may. Chính tôi nghĩ vẫn còn ân hận mãi. Nhưng thôi bác ạ. À, nghĩ lắm chỉ giả thêm. Sự đã qua rồi tiếc thương nghĩ ngợi cũng không sao lấy lại được. Xin bác cứ như vợ chồng tôi. Ăn no ngủ kỹ. Bỏ những điều lo nghĩ đi. Biết sống đã. Hôm nay nhân nghỉ việc. Tôi có bảo làm con dê. Mời bác với hai cháu xuống cùng ăn cơm với vợ chồng tôi cho vui. Chiều hôm ấy bà cụ thoái thác rằng. Thức mấy hôm trông nom cho bác cai cả Nên trong người mệt nhọc Muốn nằm nghỉ ở nhà Chỉ có nghĩa và cô em gái xuống ăn cơm khách ông chủ Nói rằng mệt Nhưng bà cụ có nằm nghỉ đâu Hết đứng lại ngồi Hết ra ngoài hiên nhìn đèn sáng dưới nhà ông chủ Đang rộn gì vì bữa tiệc Chán lại vào trong buồng làm một công việc gì Để rồi lại bỏ dở ngay Lòng bà đương bận nghĩ một điều gì quan trọng Nó làm bà buồn chồn không yên được nữa sau bà trong đèn Đem kim chỉ ra ngồi khâu đợi hai con Trong đêm lặng lẽ Tiếng kèn hát ở dưới đồi vẳng đưa lên rõ mồn một Đoán chắc bữa cơm khách đã tàn Bà bỏ đồ khâu Nóng nảy chạy ra hiên Mắt không rời mấy cái cửa sổ sáng ở dưới đồi Lúc bà trở vào Hai giọt nước mắt còn đọng trên gò má đã răn reo Nghĩa và em gái về Chợt bắt gặp mẹ đương đứng đam đam nhìn cái ảnh của bố treo trên tường bà cụ giật mình quay lại nói kìa hai con đã về đi à nghĩa ngạc nhiên nhìn mẹ rồi hỏi con tưởng mẹ nằm nghỉ sao mẹ còn thức đến bây giờ có thêm mệt người không không mẹ vừa chợt thức dậy nói dối con bà cụ cũng thấy giọng mình hơi ngượng thôi ta còn cổi áo rửa chân tay rồi đi nghỉ trời đã khuya rồi đấy và không dám hỏi con bữa cơm khách có những ai Và có vui không như mọi bận Nghĩa vào giường nằm chằn chọc mãi không ngủ được Có lẽ vì hôm nay trong bữa tiệc vui vẻ Chàng đã uống nhiều rượu quá chăng Chàng nghĩ lại không ngờ rằng Mình có thể uống nhiều đến thế được Ông chủ Người bạn của bố chàng Trong buổi họp bạn hân hoan Đã rót cho chàng hết chén này đến chén khác Chàng chưa thấy bao giờ ông chủ vui vẻ như hôm nay Chợt chàng nhớ đến người cai cả và thấy cái ý của ông chủ mời khách về chè chén ngay sau buổi cất đám một người đầy tới chân tay một người làm công tin cần mỉa mai quá hình dung lại vẻ cười khoái trá và tự đắc của ông chủ ban tối chàng nghĩ sao người ta có thể vô lương tâm đến thế được ngoài nhà bỗng có tiếng ghế động rồi đến chân người đi lại nghĩa nghe biết bà mẹ hãy còn thức nằm mãi không ngủ được chàng liền trồm trở dậy đi ra nhà ngoài Hai mẹ con nhìn nhau tan nói Nghĩa kinh ngạc chợt nhận thấy hai mắt bà cụ đỏ hoe Chàng vội hỏi dồn Sao thế mẹ Cái gì mà mẹ buồn thế Không đáp lại câu hỏi của con Bà cụ điềm tĩnh lấy khăn lau mặt nói Con chưa buồn ngủ à Ra đây nói chuyện với mẹ cho vui vậy Hai mẹ con đưa nhau ra ngồi Ở cái bàn kê ngay thẳng lối đi ra hiên. Con năm nay 18 rồi đấy nhỉ Chóng thật Thầy mất đã được 3 năm rồi Mẹ còn nhớ mãi cái ngày ấy Sao mẹ cứ hay nghĩ vơ vẩn thế Cho thêm yếu người ra Thầy con mất Chẳng qua tại số Tại số Không phải đâu con ạ à. Suốt 3 năm này Mẹ đã băn khoăn về cái chết ấy lắm Mẹ không dám đổ cho ai Nhưng mẹ cũng không cấm lòng mẹ nghi ngờ được Nếu con biết rõ câu chuyện nhà ngày trước Khi xảy ra cái nạn săn Mà thầy bị thiệt mạng thì con cũng như mẹ Chắc không sao sống yên vui được Độ ấy con còn trẻ đương đi học Những điều dự đoán của mẹ chưa có gì chắc chắn Nên mẹ cũng không muốn kể con nghe làm gì cho thêm bận lòng Rồi tình cảnh bắt buộc phải vào đây Sống ở gần ngay chỗ thầy con mất Còn bảo mẹ không điên lòng lên sao được Mẹ nghĩ mình đã khổ Nhưng chồng bọn thợ làm lũ Bán rẻ đời mình để làm giàu cho một người Còn đau đớn bội phần nên mẹ lấy sống để chăm nom cho kẻ khác làm vui và nhân đấy tìm cho ra nhẹ mối ngờ về cái chết thất thường ấy lòng thiện của mẹ đã cảm thấu đến trời hay hơn nữa oan hồn của thầy con mãnh liệt đã rui nên cho mẹ được rõ hết cả cơ mưu của một kẻ đại gian ác tham lam muốn xâm chiếm cả một gia tài có hàng triệu mà thầy con định để dành cho các con cơ mưu ấy mẹ ngờ đã lâu nhưng hôm qua mới biết chắc chắn đúng trong lúc mẹ săn sóc bên giường thằng ba hớp hối Bà cụ ngừng một lát nhìn con như muốn giỏi ý tứ rồi lại tiếp Con cũng nhớ Hồi ấy thầy mới ở Pháp về được một năm Sau khi đã đỗ bằng kỹ sư Và đã theo tập sự ở mấy cái mỏ lớn bên Pháp Thầy hiếu học Nên sự giỏi giang đã hẳn có rồi Nhà nước gọi đi làm mấy lần Nhưng thầy khẳng khái không nhận Thầy thường nói với mẹ rằng Đất nhà còn nhiều mọ kim khí Giá mình có vốn mà khai khẩn lấy làm giàu mạnh cho nước Có hơn đi làm ba cọc ba đồng Lại bị bó buộc Không nảy nở được cái trí doanh nghiệp Vừa dịp ấy bác Khánh Ông chủ con bây giờ đấy Đến và hứa giúp thầy Bác vừa giàu lại là bạn thân của thầy Thì còn ai hơn nữa Thế là hai người hai khẩu súng với một đẩy tớ Thằng ba đấy Đi chiếc ô tô con hết mạn ngược lại về miền Nam Tiếng là đi săn Nhưng chính thực là đi tìm mạch mỏ rồi một hôm cái tin xét đánh Làm mẹ ngất người đi Thầy con trong lúc săn ở gần đây Bị một đàn ba bốn con lợn rừng Hút nát cả bụng Đem về Hà Nội Thầy đã gần cấm khẩu Nhưng trông thấy mẹ khóc sướt mướt Thầy con vui mừng Cố gượng nói được một câu mẹ còn nhớ mãi Tôi đã tìm mỏ rộng lắm Bác Khánh thì tuyệt nhiên không có nói gì với mẹ Nhưng được non một năm sau Bác đã nghiệm nhiên được chính phủ cho khai khẩn cả một vùng mỏ quan trọng Và giàu không kể được này Đối với nhà bác vẫn kể rằng Bác đã tìm ra được sau khi thầy mất Vì bác vẫn chắc chắn rằng Khi thầy về đến đây Đã hấp hối không còn nói được gì Rồi mẹ con ta chịu tiếng mang ơn bác vào đây Còn bỏ học để làm thư ký riêng cho ông chủ Nuôi em và me Thằng ba Đẩy tớ của thầy xưa Đã lên đến trước cai cả hống hách và tự phụ nhiều khi nó quên như không có mẹ ở đây Người ta bù đắp bao nhiêu cho nó ngày trước Vì khí hậu cũng có những phần nhiều chán trường và uất ức Vì những cử chỉ bất nhân và phản phúc Với bao nội băn khoăn trong lòng Còn chồng mẹ mới hơn 40 Mà trong mấy năm nay đã giả dọng như một bà lão Bà cụ nói nhiều quá mệt ngồi thở Nghiện nóng bừng mặt Đam đam nhìn mẹ Như khao khát muốn biết rõ ràng ngay những điều bí mật nặng nề Mẹ vẫn tin rằng Thầy không phải chết vì một tai nạn tự nhiên Mẹ vẫn mong rằng Nếu thầy có phải chết oan Thì báo mộng hay hiện ra một cách nào cho mẹ biết Vợ con thằng ba lần lượt theo nhau qua đời bằng một thứ bệnh Bệnh sốt không thể chết được ấy Là mẹ đã hơi tin về sự oan hồn báo oán Đến khi lại đến nó mắc nữa Mẹ mới chắc chắn rằng Nó đã đến ngày phải trả cái nợ thất đức năm xưa Vì mẹ ngờ nó cũng có dự một phần trong cái chết của thầy đó mẹ khấn thầy run rủi cho mai biết rõ hơn thì mẹ đã được như nguyện đêm hôm hấp hối thằng bà mắt đỏ ngầu lên cơn sốt mấy lần mỗi khi sốt dịu nó trông mẹ săn sóc đến nó thì nó lại khóc kẻ thù trong cơn hoạn nạn mình còn có thể giúp được nên mẹ chỉ trông nó như một người đã đau đớn khổ sở trên đời này nó có cảm lòng tốt của mẹ không thầy linh thiêng có xui cho nó nói hay lương tâm cắn rứt bắt nó tự thú lỗi mình nên khốn nạn mẹ đã cắn răng nuốt nước mắt nghe nó kể cái chết đau đớn của thầy thì ra thì ra thật bác khánh đã có dã dạ tâm giết thầy con ạ à. giết một cách gián tiếp để không ai có thể ngờ được ngày thầy tìm được cái mỏ này đã dự đoán và phát rõ cả cho bác biết con đường nó chạy dài Rút vào bên trong kia mấy cây số và ước nếu khai khẩn có thể giàu đến bạc triệu được thầy muốn về ngay báo cái tin mừng ấy cho mẹ nhưng bác khánh cố nào ở lại một ngày để săn lợn rừng vì có mấy người dân đây báo có thấy vết chân chúng bên bờ ruộng. Bác Khánh xếp đặt cuộc săn khéo đến nỗi, nhường thầy đứng chỗ nguy hiểm nhất và lại ít người nhất. Rồi bác dụng ý với thằng ba, lửa cho đàn lợn dô cả về phía thầy, để sung sướng được trong cảnh bạn không kịp trở tay, ngã chúi dưới đàn lợn cúi đầu húc và đưa chân giày xéo loạn xạ. Bác mong chiếm đoạt và hưởng cả quyền lợi về cái mỏ. Bác đã được toại lòng và thằng ba ham tiền hơn vị nghĩa để trở nên bác cai cả danh giá sung sướng trong mấy năm rồi. Sau khi thằng ba đã trả xong cái nợ thất đức, thì bác Khánh ăn mừng, đã thoát được một người tòng phạm hay sự bí mật của mình mà bác vẫn gờm gờ một ngày kia có thể tố giác bác được. Bây giờ bác chắc chắn không còn lo gì nữa. Một sự đại gian ác như thế, công lý đời này có cũng như không. Có lẽ phải cầu đến công lý ở thế giới khác chăng? Còn ạ, à, sao rời hôm nay oi bức thế? Bà cụ nói xong để mà con trai ngồi yên lặng bên bàn Bước ra ngoài hiên nhìn bóng tôi dưới đồi Trong đêm yên lặng Bỗng có một tiếng súng ở đằng xa vang nhẹ lại Bà cụ chậm rãi nói dần từng tiếng Lại có người gian đêm rồi Trong tâm hồn nghĩa như cũng có tiếng vang của câu nói ấy Từ buổi tối hôm ấy Nghĩa vẫn vơ như người mất hồn Sau buổi làm Chàng không về ngay nhà như mọi bận Đi lang thang theo con đường gồ ghề đưa lên ngọn đồi cao Rồi ngồi rũ rượi dưới một gốc cây Đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn cả cảnh mỏ nằm gọn dưới chân đồi Nhà gạch hai tầng quét vôi vàng kia là nhà ông chủ Xa tí nữa ba hàng nhà lá của thợ Ít khói lam bếp bữa cơm chiều tỏa trên mái giả Cây giếng nửa xây đứng chơ vơ bên tay phải Và cách đấy không xa ở lưng chừng đồi Ngôi nhà lá cao giáo của Nghĩa Bảo bọc chung quanh là rừng cây um tùm trong đó thầy Nghĩa đã gặp cái tai nạn đau đớn 3 năm trước Nghĩa ôm đầu ngồi rũ đấy Cho đến khi nghe tiếng chuông bà mẹ lên đèn hương chiều bằng lên Mới đứng dậy lùi thủi về nhà Sáng hôm sau đến buồng giấy với đôi mắt đỏ ngầu Nghĩa lật đật làm cái gì cũng hỏng Và không dám nhìn thẳng vào mặt ông chủ nữa Có lúc chàng xô ghế đứng mạnh dậy Hai tay nắm chặt Rồi nghiến răng như muốn làm một cử chỉ bạo động Ông chủ thấy sự thay đổi ấy vồn vã hỏi độ này hình như cháu mệt thì phải cháu nên ở nhà mà tĩnh dưỡng đừng cố xuống làm nữa cho nhọc thêm vâng người cháu cũng không được thư thái lắm nghĩ một lúc rồi chàng đánh bạo nói có lẽ tự cháu ít có thứ gì giải trí bác có thể cho cháu mượn khẩu súng vẫn treo trên nhà thỉnh thoảng đi săn mấy con chim chóc cho đỡ buồn được cháu cứ lấy nhà vẫn còn khối đạn đấy có hết bác về hà nội mua cho từ hôm có khẩu súng Nghĩa có cứ đi lang thang suốt ngày quanh quẩn Trong mấy cái rừng ở những đồi lân cận Thợ thường nghe có tiếng đạn nổ luôn Nhưng chiều chàng trở về Họ ngạc nhiên không bao giờ thấy Có một con chim nhỏ nào cả Một lần Một người thợ có việc phải sang làng bên cạnh Cách đấy chừng 4 cây số Đi qua khu rừng chợt nghe có tiếng súng Anh chẳng muốn xem Thầy thư kỳ bắn chim Nên giòn rén bước lại gần Một cảnh tượng làm anh ta ngạc nhiên Rừng sốt đứng dừng ngay lại nấp sau một cái thân cây. Lúc ngồi núp dưới vệ cỏ, lúc đứng hẳn ra lối đi. Nghĩa lắp đạn bắn luôn đến năm sáu phát. Nhưng kỳ lạ không phải bắn chim nào. Cái đích chỉ là cái mũ trắng treo lơ lửng ở một cành cây thấp, ngang đầu người. Chán rồi Nghĩa ngồi thần ở trên đám cỏ, mân mê một con dao săn sáng loáng. Vút, con dao đã đến cắm giữa và cái vòng tròn phấn, vẽ ở một thân cây cách đấy đến non chục thước. Chàng đến rút dao ra, trở về chỗ cũ lại ném, cái đích không bao giờ sai một tí nào. Người thợ nấp xem tát mồ hôi, sợ lùi dần đi tìm một con đường khác. Một buổi sáng, Nghĩa ở trên đồi xuống buồng giấy làm việc một cách vui vẻ lạ thường. Sau khi đã gửi hết những bức thư hôm trước, chàng chất đống một góc bàn, Nghĩa ra đứng bên cửa sổ, nhìn những gòn thợ đẩy trên con đường sắt nhỏ. Đột nhiên chàng quay lại tươi cười, nhìn thẳng ông chủ nói: "Ba ạ, à, Trời hôm nay đẹp lắm Làm việc mãi cũng buồn Bác có đi săn cho cháu theo với Hôm qua mấy người phu báo có thấy vết chân lợn ở khu rừng trước mặt Cháu chưa bao giờ được dự những cuộc săn vật lớn cả Nên vẫn ước ao lắm Ông Khánh nhìn Nghĩa như muốn dò ý tứ Rồi ôn tồn đáp Cháu không nhớ rằng Từ khi thầy cháu Người bạn quý của bác mất Bác đã thề không bao giờ đi săn nữa Ngừng một lát ông lại tiếp Cháu mới tập bán được ít lâu mà đã ham săn thế Thật chẳng khác tính thầy cháu khi xưa Nhưng bác khuyên cháu nên cẩn thận Những tai nạn bất ngờ không ai lường trước được Nghĩa cười nói Bác lúc nào cũng chỉ nghĩ đến và gây tai nạn Nhà thiện xạ có bao giờ sợ những sự nguy hiểm Thảng hoặc có gặp nạn lợn rừng hút Mà có súng cầm tay không dám bắn Vì sợ đạn lạc vào người Thì cháu đã có khoan ném dao trăm phát đi trăm phát chúng Ông Khánh không nói gì mỉm cười đa nghi Nghĩa lấy con dao con trong túi Mở ra ngắm cái nón thổ treo ở trên tường Ngay trên đầu ông chủ nói Bác trông Cháu xin ném chúng cái chóp nón Ông Khánh tái mặt Né mình toan đứng dậy Thì phập Con dao đã gắn giữa cái chóp nón Ngập vào đến một phần ba lưỡi dao Chết Cháu làm bác giận cả người Nói xong Ông Khánh vẫn gờm gờm nhìn trộm nghĩa câu chuyện ấy dần rồi cũng quên đi ông khánh cho là một cử chỉ ngông cuồng của tuổi trẻ còn nghĩa lại điềm đạm làm việc như cũ có lúc ông bắt gặp chàng thư ký ngồi không nhúc nhích hàng giờ mắt đàm đàm như dõi một cảnh nào ở bên kia thế giới hay có khi hăm hở làm việc miên man quên cả giờ giấc có buổi lấy ô tô của ông đi mãi chiều mới về ông cho là nghĩa đến tuổi trưởng thành khi huyết trong người thay đổi dễ có những trạng thái ấy nhưng bà đẻ ra nghĩa lại hiểu những cử chỉ thất thường ấy ra một cách khác. Từ hôm nói cho con nghe hết cả câu chuyện xưa với lời thú của người đầy tớ cũ, bà không hề đả động gì đến nữa. Ngoài việc trông nom cơm nước nhà cửa cho con, bà lại đi thăm những gia đình thọ làm việc thiện hàng ngày. Tuy vậy, bà vẫn để ý đến hết mọi sự thay đổi của Nghĩa, mặc cho con vơ vẩn những buổi chiều ở trên đồi, hay lang thang suốt ngày ở trong rừng với khẩu súng. Nhưng hệ con về đến nhà là bà vồn vã săn sóc, nói chuyện công việc làm và không bao giờ quên hỏi đến con số bán kim khí của mỏ. Bạc Khánh rồi còn giàu đến bạc triệu. Cầu kết của mẹ làm nghĩa không ngồi yên nữa. Lúc làng ra ngoài yên đứng, lúc đến giá sách với tờ báo đọc. Nhưng trong lòng người ta đương bận một điều gì, có bao giờ chăm chú được lâu. Buổi tối ba mẹ con quê quần quanh ngọn đèn khâu vá và xem sách. Câu chuyện nhà thường ngày ngừng bạt đã từ lâu. Trong lúc cố quên trong công việc, Người nào cũng thấy không khí lạnh và yên lặng nơi rừng núi Có một cảm giác nặng nề Bỗng có tiếng chó sủa bâng cua ở dưới đồi Bà cụ che miệng nói Còn chó của bác Khánh độ này hay cắn tệ Nhiều đêm nghe nó sủa hoảng hốt như dọ hồn ma Nghĩa giờ mình khó chịu Một lát nữa Tiếng ô tô rít đỗ vàng đưa trong đêm yên lặng Bà cụ vẫn một giọng đều đều Vợ chồng bác Khánh đã ăn cơm cụ tuần trên tỉnh về Câu nói rất thường Nhưng đối với nghĩa có vẻ kích thích Chàng thở dài đứng dậy rót nước uống Để cho trôi hơi tức đưa lên nghẹn cổ Bà cụ biết ý bước ra ngoài hiên Nhưng một con vật kêu đêm Làm bà trở vào ngay chậm rãi nói Lại có đàn lợn rừng về ăn hại lúa Lần này Nghĩa không ngồi yên được nữa Gập sách Vào buồng nằm vật trên giường Thế có bực không Đêm qua thằng tài xế ở trên cháu về kêu ốm nằm đấy mà hôm nay bác lại định về Hà Nội có mấy việc cần. Biết làm thế nào bây giờ? Bác cho phép cháu lái xe bác đi. Lâu không về Hà Nội cháu cũng nhớ. Ông Khánh ngần ngừ rồi nói. Cháu và bác đi cả. Ở mỏ không còn ai. Ừ thôi cũng được. Cháu đi đi. Cũng là một cách đổi gió. Nghĩa nhanh nhẹn lao về nhà thay quần áo. Xin phép mẹ. Rồi một lúc sau ngồi gọn trong ô tô. Chàng đưa xe thong thả lượn những con đường đồi đất sỏi quanh co ra đến đường cái. Xe bắt đầu chạy nhanh. Nghĩa thấy khoan khoái trong làn gió mát đầm mạnh vào mặt. Đi chưa được một cây số, đã gặp ngay một cái ô tô khác bị nạn có người chết. Hai người từ lúc ở mỏ ra đi chưa nói với nhau câu nào. Nghĩa bỗng cất tiếng lên trước. Bác có hay tin nhảm không? Cái điểm vừa rồi có thể là gở trang hở bác. Chúng ta có là đàn bà đâu. Cháu rõ giống cả me cháu, rồi như sợ lỡ lời Ông Khánh tiếp Nhưng được đứa con giống cả bố lẫn mẹ là đại phúc đấy Nghĩa như không nghe rõ câu bông đùa sau ấy Lầm bẩm gần như nói một mình Biết đầu điểm gở ấy không linh nghiệm Chẳng giận hơi cho xe chạy nhanh hơn chút nữa Hai tay cầm lái Đem lại cho Nghĩa cái thú nuốt veo con đường dựa thẳng băng Trong khi đôi mắt linh động Đương đi tìm hình ảnh một cái thú khác Cái thú rùng rợn và ghê sợ khi tưởng đến cái chết mau chóng và không đau đớn của những người ngồi trong chiếc ô tô mở hết tốc lực để đưa thẳng vào một gốc cây to chàng chờ nhớ đến mẹ và cô em gái chiếc xe yên ổn về đến hà nội để ông chủ đi thu xếp công việc nghĩa đến nhà mấy người bạn chơi cho thư thái tâm hồn một lúc những người bạn ấy trước cũng học với nghĩa bây giờ đã đỗ cả đường theo bàn thuốc và luật ở trường đại học nghĩa thấy cái không khí sinh viên của họ sung sướng quá nếu thầy chàng còn Thì chẳng có đâu phải ra mình giữa nơi rừng núi lam trướng Và tương lai còn rực rỡ biết bao Anh em bạn gặp chàng vô vọc bông đùa À ông chủ mò đã về Có đem túi bạc nào về khao anh em không đấy Nghĩa cười nhạt lảng sang chuyện khác Nhưng cảm thấy câu nói ấy mỉa mai quá Muốn đến lây vui chúng bạn để quên trong chốc lát những điều ám ảnh Thì ngồi đâu người ta cũng nhắc đến nỗi băn khoăn của mình Nghĩa thấy chán nản bực dọc vô cùng Chàng tưởng hình như ai cũng rõ cả câu chuyện kín nhà mình. Đi dạo phố thì chỗ nào cũng nhắc lại hình ảnh đời sống của bố trước ở Hà Nội. Chàng thấy máu đưa lên nóng bừng cả mặt. Lương tâm suy dục chàng quả quyết là một điều vẫn do dự. Nghĩa vội vàng đưa xe đi tìm ông chủ dục về. Mới ra khỏi thành phố Hà Nội, xe lướt gió vút đi như mũi tên. Thấy chưa được nhanh lắm, Nghĩa mở máy dần thêm ít nữa. Ông Khánh ngồi trong hoàng sợ, vội cất tiếng bảo. Vừa vừa chứ cháu Nghĩa sẽ nghiêng đầu nói Bác sợ tai nạn chứ gì Ngừng một lát chàng lại tiếp Nói chuyện về tai nạn Phần nhiều vì vô ý Nhưng cũng không hiếm cái xảy ra vì dụng công Cháu vừa được nghe một câu chuyện lý thú lắm Muốn kể bác nghe Thầy xe vẫn chạy nhanh Mà Nghĩa không để ý đến tay lái Chỉ quay đầu nói mãi Ông Khánh vội ghé sát lại bảo Khéo cháu Cứ mê mải nói nhựa tay một cái thì nguy. Không sợ, cháu sai khiến ô tô như một con vật biết nghe, hiểu ý cháu vậy. Câu chuyện như thế này, hai người bạn rủ nhau đi săn, cũng đi săn lợn rừng bác ạ. Một người gặp nạn cũng như thầy cháu, nhưng hơi khác ở chỗ bạn phản dụng công không bán ngay lợn, nhưng chỉ làm nó nổi sung lên, rồi chắn hết mọi lối chỉ để một đường, đường về chỗ người kia nấp, cho nó chạy đến hút chết bạn. Chỉ vì tham lam muốn hưởng cả quyền lợi ước có đến hàng triệu ba của bạn, mà không ai có thể ngờ mình được. Mưu gian để tránh công lý xếp đặt cũng khéo. Nhưng chẳng may con bạn vì một sự ngẫu nhiên, biết rõ và nghĩ kế báo thù cho cha. Rồi một hôm, cũng là một sự ngẫu nhiên nữa, còn bạn lại ngồi lái xe cho mình đi. Chàng trai trẻ có bầu máu nóng, nghĩ bày ra một tai nạn và không sợ nói rõ ý mình cho kẻ thù biết trước. Rồi giận hơi mở máy cho chạy hết tốc lực để đâm vào một gốc cây to. Vừa nói đến đấy, Nghĩa chân giận hơi một tay cầm lái, một tay mở cái chốt cửa. Trong lúc ông Khánh hoảng hốt run sợ, không biết làm thế nào, thì xe trồm lên. Rồi dầm một tiếng sắt vang dữ rồi. Nghĩa đã tự tạo cho mình một công lý. Ngày hôm sau, các báo Hà Nội đều đăng tin cái nạn ô tô ghê gớm, làm thiệt mạng ông chủ Nguyễn Đức Khánh. Người tài xế bán ra ngoài, bị thương nặng, nhưng cũng không đến nỗi nguy đến tính mệnh. Tiếp theo chương trình đọc truyện, mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện Cậu bé phiêu lưu của tác giả Cô Tô. Chuyện được xuất bản năm 1942. Làng Xuân Hạ là một làng rất nghèo Vì gần rừng núi Nên thôn dân Chứ mấy chục người có ruộng cầy cấy Còn thì toàn chuyên nghề kiếm củi Hoặc tìm mang hài nấm trong rừng Ở ngay đầu làng một căn nhà lá lúp sụp dựng lên lẻ loi cách biệt hẳn với những căn nhà trong xóm đó là nhà ông già họ trịnh người ta gọi như thế vì không mấy ai biết rõ tên ông già này là gì cả ông già quá già đến quên phứt cả tuổi cho mãi đến một tối hà bảo thằng cháu nhớn hỏi đi hỏi lại mãi ông lão mới ngồi trầm ngâm bấm tay tính hồi lâu rồi ông à một tiếng xoa đầu ba đứa cháu mà hỏi ông năm nay vừa chặn chín chục các cháu ạ à. chín chục tuổi các bạn nhỏ ơi chúng ta thử tưởng tượng đến một cụ già hom hem yếu ớt quẳng lưng trong chiếc gậy trúc lần đi từng bước run run liệu đã được đến chín chục tuổi chưa khó lắm bây tìm được một người già như vậy thật là hiếm mà nếu có chăng nữa thì ông cụ ấy cũng chỉ còn nằm một chỗ để đợi cái chết mà thôi thế mà ông già họ trịnh đã chín chục tuổi rồi đấy Tuy vậy, ông còn khỏe mạnh và quắc thước như một người mới độ 50. Ông khỏe mạnh như vậy là nhờ ở sự điều độ và sự hoạt động luôn luôn. Ngày ngày ông dắt hà bảo đưa cháu nhớn vào rừng săn bắn. Không những ông là một nhà thiện xạ mà thôi, ông lại còn là một bậc võ nghệ siêu quần nữa. Thủa còn trai tráng, đã có lần đi săn, chỉ tay không mà ông đánh chết một con báo lớn, rồi chẳng trói chẳng buộc. Cứ thế Ông vác con báo lên vai Chạy tuột một mạch từ rừng về nhà Gớm khiếp không Hổ phụ sinh hổ tử Năm 40 tuổi ông lấy vợ Và năm sau Sinh được một người con trai rất khỏe mạnh Ông dạy con nghề quyền kiếm cung tên Và ngày ngày Hai cha con dắt nhau vào rừng săn thú giữ Làm kế nuôi thân Hồi đó là hồi gia đình ông được sung túc nhất Bởi vì bác Thành Con dài ông Vừa khỏe mạnh lại rất nhanh nhẹn chẳng ngày nào là bác thành không săn được mồi lạ bán được rất nhiều tiền ông già họ trịnh mừng thầm trong bụng nhẩm tính cứ như vậy thì chẳng bao lâu gia đình ông sẽ tránh được sự nghèo nàn túng thiếu khốn thay hồi sung túc đó chẳng được bao lâu thì bác thành lâm bệnh từ trần kể đến mấy năm sau vợ bác cũng qua đời để lại một đàn con nhỏ dại nheo nhóc ông già họ trịnh buồn lắm nhưng cũng phải gượng vui Ngày đêm săn sóc đàn cháu côi cút cả cha lẫn mẹ Ông thương lũ cháu nhỏ lắm lắm Ông luôn luôn tìm cách làm cho chúng được vui vẻ Vì mỗi khi ông nhìn thấy chúng bẩn thần Chẳng chịu ăn chơi Thì ông lại xót nhớ dâu con Và tuổi thương cháu dại Ngoài những thời giờ phải vào rừng săn thú Và trẻ nan đan rổ Khi rỗi rãi Ông tìm những chuyện mạo hiểm hồi trai trẻ Kể lại cho lũ cháu nghe Hoặc dắt chúng ra sân truyền dạy cho nghề cung đao quyền kiếm. Vốn là dòng vũ dũng, nên ba đứa trẻ học rất mau biết. Nhất là Hà Bảo lại càng tân tới lắm. Mới 15 tuổi mà Hà Bảo đã thông thạo đủ môn quyền kiếm. Không những thế, Hà Bảo lại khỏe mạnh vô cùng. So với hồi trai trẻ của ông nội, thì Hà Bảo còn có phần hơn. Ngày ngày Hà Bảo theo ông vào rừng, với cái sức mạnh, với cái tài vũ dũng nhanh nhẹn của hai ông cháu Kề sinh nhai Tuy không được thừa thải Nhưng cũng đủ dùng Chẳng đến nỗi thiếu thốn Hôm ấy cũng như mọi ngày Hà bảo mang dao và đeo cung Cùng ông vào rừng Mới bước ra khỏi cửa Ông già họ trịnh bỗng thấy dần giận, giận trong mình Ông trao mày Đứng lại ngập ngừng bảo cháu Quái Hôm nay ông thấy dần giận, giận làm sao ấy cháu ạ Hà bảo nhìn vẩn vơ lên rời. Chắc hôm nay dở rồi Ông thấy lạnh đó Cứ đi ông ạ à. Vào rừng chạy nhảy một hồi là toát mồ hôi Hết rét ngay Ông già họ trịnh ngần ngừ toan bỏ bùi rừng Nhưng nghĩ đến đàn cháu đang chờ bữa Ông đành nghe lời hà bảo mà đi Tuy nhiên trong bụng ông vẫn thấy ngại ngại làm sao ấy Linh tính như báo cho ông một điểm chẳng lành Nó sẽ xảy đến cho ông Suốt một buổi sáng hôm ấy Khu rừng sâu và ngắt như tờ Hai ông cháu len lỏi tìm tài đã nhọc mà vẫn chẳng thấy một bóng chim hay một bóng thú ông già chán ngán nói với cháu có lẽ hôm nay đi phí công thưa cháu ạ à? đấy ông biết trước nên hôm nay ông có muốn đi đâu ông đang nói bỗng ngừng bạt giơ tay kéo vội hà bảo lùi lại một bước mắt quắc lên nhìn đăm đăm vào một bụi rậm cách xa chừng hai chục thước đi rừng đã quen nên vừa thấy bụi lau hơi xô động một cách khác lạ ông đã nghi rằng có ác thú ẩn nấp thì quả như trí xét đoán Hai ông cháu vừa lùi lại Thì khóm lau đã xô động ngả nghiêng Rồi một tiếng gầm vang lên như rung chuyển cả một góc rừng Một con vật to bằng con bò Da vàng nhậy Có những đường vằn đen chạy khắp thân Nhảy vụt khỏi bụi rậm Và xà thẳng lại phía hai người Ông già hét lên Đẩy hà bảo sang một bên Rồi lùi giật lại mấy bước Rút lưỡi dao vung lên một đường rất mạnh Mảnh hổ vừa bổ vào đã ngã lăn quay ra đất giữa đỉnh đầu đã vạch một đường dao sâu hoắm máu vào da như suối ông già cả mừng toàn sấn vào hạ thêm một dao nữa thì ác thú đã hăng máu lăn mình trồm dậy phóng cả toàn thân húc lại ông già vội vã tránh sạt về một phía không ngờ sơ ý chân vấp phải một rễ cây lảo đảo ngã chui xuống đất mạnh thú ngoạt người đè cả toàn thân lên mình ông lão nhưng chưa kịp trả thù thì Hà Bảo đã hét lên Nhảy vút lại Một ngọn đá chắc nịch phóng xa Ác thú lăn đi một vòng Hà Bảo thét lên một tiếng nữa Ngọn giáo nhọn hoát phóng khỏi tay Cắm ngập giữa tràn mãnh hổ Ác thú vừa kịp đứng lên đã khuỵu xuống Bốn bàn chân đầy móng sắc Dùng lên Cao ngập xuống đất thành từng vệt sâu hoắm Nó dướn cổ một giây Hai mắt trợn lên Mồm há ra một phút Rồi đầu còn cắm nguyên ngọn giáo gục vùi xuống mặt đất bốn càng rưỡi ra cứng dần hà bảo cả mừng vội chạy lại đỡ ông dậy nhưng ông già họ trịnh đã lả đi và màu da đã dám ngắt với cái tuổi quá cao tuy còn gọi là khỏe mạnh nhưng phải cài ngã khá nặng lại bị cả toàn thân nặng nề của mạnh thú đẻ lên trong khi thất thế ông còn đủ sức đâu chịu nổi được nữa ông ngất đi bất tỉnh hà bảo dân mình sợ hãi ra công lay gọi Hồi lâu ông lão mới hơi hồi tỉnh Ông mấp máy cặp môi Đôi mắt cô hé mở Rồi lại nhắm nghiền Ông gượng gạo giơ bàn tay răn reo Run run đặt lên đầu đứa cháu yêu quý Hà bảo cúi xuống sợ hãi hỏi Ông đau lắm phải không? Để cháu cõng ông về nhé Còn hổ đã chết rồi ông ạ à. Ông già họ trịnh nhau mặt để nén sự đau đớn Sẽ phều vào. Cháu bảo hà bảo cúi đầu cháu đây ông bảo gì cháu ông già họ trịnh dướn cổ nuốt nước bọt để phơi chiếc hầu răn rùm héo khô rồi có lần bàn tay đã tê dại vuốt trên làn má mát dịu của hà bảo phều phào nói nhỏ như những hơi thở ông chết mệt cháu phải săn sóc phải che chở cho hai em khốn nạn một đàn trẻ côi cút ông già ngừng lại để thở gấp Hà bảo biết sức ông đã kiệt lắm Phải ghé tai Cô lắng nghe những lời can dặn cuối cùng Sau khi đã lấy được hơi Ông già lại hồn hền Cháu phải săn sóc đến hai em cháu Cho ông và cha mẹ cháu được yên lòng nơi chín suối Con hồ lớn này Cháu nên đem bán đi Dùng một số tiền rất nhỏ để lo liệu cho ông thôi Còn bao nhiêu Phải giải dặt mà nuôi các em Hà bảo cúi đầu Chào Di Tuân lời Mới nói được bốn câu Hà Bảo đã thấy sắc mặt ông xám xịt lại Mặt ông đảo lên một lượt yếu ớt Rồi khép xuống Đầu ngoẹo về một bên Toàn thân lạnh toát như đồng Hà Bảo biết ông đã lìa trần Giật mình sợ hãi Vội sốc ông lên lưng cõng chạy một mạch về nhà Rồi cùng hai em Ôm lấy thi thể ông mà khóc lóc thảm thiết Ngày chiều hôm ấy Hà Bảo vào rừng Đem xác con hổ về bán được một món tiền khá lớn Là liệu ma chay chu toàn Còn thừa mấy quan tiền Liền dắt hai em là Hà Tiêu và Hà Địch Rời quê hương để đi xa lập nghiệp Mọi người trong làng thấy vậy Lấy làm thương hại Và nhớ tiếc anh em Hà Bảo vô cùng Một tháng trời dòng dã qua Ba anh em Hà Bảo dắt díu nhau đi Gồi đã trồn Chân đã mỏi Mà vẫn không tìm được kế nuôi thân Mặc dầu sự ăn tiêu rất rẻ rẻn Mấy quan tiền cũng dần dần hết nhẵn Chẳng còn dính túi một đồng Hà bảo lo lắm Một tháng trời Sự chiếu cỏ màn xương Chúng đã quen Nhưng than ôi Tiền hết thì chúng quen làm sao được với nỗi đói khát Hà bảo là đứa trẻ tuy còn ít tuổi Nhưng đã đầy lòng cương quyết Với sự đói khát Nó có thể chịu được lắm Xong còn Hà Tiêu và Hà Địch Nó đành lòng trông thấy đàn em nó đói khổ sao được nó thương hai em nó vô cùng Buổi chiều hôm ấy Một chiều đông rét mướt Chúng sát nhau vơ vẩn đến một miền bờ biển Dân cư vùng này toàn làm nghề trài lưới Với cái nghề vất vả này Hà Bảo thấy họ chẳng được giàu có Nhưng cũng có thể kiếm được đủ ăn Hà Bảo nảy một ý nghĩ Nó tìm đến một chiếc thuyền lớn Có hai vợ chồng ông lão đánh cá năn nỉ Lạy cụ Chúng cháu là những kẻ thất lạc Bờ vờ đói khát cúi xin cụ mở lượng từ tâm cho chúng cháu nương nhờ thì không bao giờ dám quên ơn hai vợ chồng ông lão vốn không có con cái thấy ba đứa bé tuấn mạo khôi ngô dắt díu nhau nói như vậy thì vừa thương vừa mừng ông lão nói nếu vậy hay lắm lão đây cũng chẳng có con có cháu vợ chồng già sống lẻ loi cũng buồn tủi đang muốn được gần gũi trẻ cho khuây khỏa vậy các cháu ở đây làm con nuôi vợ chồng lão nhé Hà Bảo giết bao mừng dữ, Chưa kịp tạ ơn Thì bà lão đã vồ lấy anh em Hà Bảo gieo lên Hay lắm Hay lắm Thật quý hóa biết chừng nào Các con vào đây Vào đây rửa cho ấm và ăn cơm kẹo đói Anh em Hà Bảo vừa mừng vừa cảm động Cùng ứa nước mắt Theo vợ chồng ông lão thuyền trài vào trong khoang thuyền Vì là chiếc thuyền vừa để đánh cá Vừa là chỗ che nắng che mưa nên khoang thuyền cũng rộng rãi sạch sẽ chẳng khác gì một gian nhà nhỏ vậy. Anh em Hà Bảo xúm nhau quanh lò sưởi ấm áp, còn hai vợ chồng ông lão thì xoăn xoe đi dọn cơm. Khi năm người ăn xong, Hà Bảo nói với vợ chồng ông lão: "Thưa hai cụ, hai em cháu đây còn bé dại, xin hai cụ cho được ăn chơi. Còn cháu, cháu xin hết sức làm lụng để hầu hai cụ." Ông lão vuốt tóc Hà Bảo: "Con thực là đứa trẻ ngoan." Biết thường hai em như vậy, đáng là bậc anh thảo lắm. Vợ chồng lão rất vui lòng chịu ý các con. Từ đấy, anh em Hà Bảo ở liền với vợ chồng ông lão thiền trài. Hà Tiêu và Hà Địch chẳng phải làm lụng gì. Cả ngày chỉ cùng nhau nô đùa chạy nhảy trên bãi bể. Còn Hà Bảo thì ngày ngày theo vợ chồng ông lão, trèo thiền ra khơi trăng lưới. Thấm thoát chẳng bao lâu đã được hai năm. Trước lưới còn thả ở gần, ca kiếm được rất ít. Do vì Hà Bảo khỏe mạnh và can đảm Nên giữ trèo ra tận khơi xa Sự kiếm ăn vì thế mà mỗi ngày một thêm phát đạt Chẳng bao lâu ăn dụng để xè Ông lão đã giành được một số tiền lớn Tậu một miếng đất trên bờ bể làm một gian nhà lá Từ khi có được gian nhà ấm áp ấy Thì lão bà không phải theo chồng ra khơi nữa Ngày ngày chỉ ở nhà trông nom cơm nước Và săn sóc hà tiêu cùng hà địch Một buổi sáng Lão ông trở dậy sớm đứng ngoài sân. Ông vơ vẩn nhìn nhận dáng trời rồi nói với Hà bảo. Giời này cha xem chừng sắp có bão lớn. Từ lâu cái tiếng cha con, ông lão vẫn dùng để xưng hô cùng anh em Hà Bảo như vậy. Hà Bảo cũng nhìn vơ vẩn lên rời rồi hỏi. Chẳng hay tại sao cha biết sắp có bão lớn? Ông chỉ tay ra phía khơi xa. Mây đùn lên ám hẳn một góc rời đó. Hôm nay cha con đành ở nhà, Hà Bảo gấp chiếc lưới lơ đáng nói Con không muốn nghỉ Hay cha ở nhà Để mình con ra khơi Ôi chả Đêm qua con nằm mơ thấy chăng được đầy thuyền cá Ông lão xua tay Nằm mộng thấy được của là không hay Con đừng đi hôm nay mà bất lợi Không Con không ra khơi xa như mọi khi đâu Con chỉ thả ở gần gần đây thôi Được chút nào hay chút nấy Lão ông không muốn nhưng thấy Hà Bảo khang khang đòi đi Đành ngần ngừ Ừ còn thả gần gần thôi nhé Từ giờ đến trưa Dù được nhiều hay ít Cũng phải về kẻo cha mong đợi Hà Bảo cúi đầu tuân lời Rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa Lão ông Tần ngần Đứng lặng trông theo Mười phút sau Con thuyền đã quay mũi Lướt ra khơi Hà Bảo phanh áo Để lộ một bộ ngực nở nang rắn chắc Hai tay mạnh mẽ khua chèo. Và miệng hát vang cho quên nỗi nhọc mệt Lòng chàng mở rộng để đón lấy Những tươi sáng của buổi bình minh Trên mặt nước bao la Chàng mãi mê hát mãi, trèo mãi Tới lúc sực tỉnh thì thuyền đã ra tận khơi xa Chàng gác trèo Giở lưới ra thả xuống lòng nước mênh mông Lưới kéo lên Chỉ vèn vẹn có vài con cá nhỏ Hà bảo lắc đầu chán nản gỏ lưng trèo thuyền ra xa hơn chút nữa Lưới thả rồi kéo lên lại chỉ chơi chụi có vài con cá nhỏ Hà bảo ủi oải nhặt cá ném vào thuyền Rồi lại gò lưng trèo ra xa thêm chút nữa Nhưng lần này Lưới chưa kịp thả Bỗng Hà bảo giật mình biến hẳn sắc mặt Chẳng thấy ngang trời Mây đục từ đâu ầm ầm kéo đến cây thấy gió lớn thổi dữ rồi Thôi nguy Bão tới nơi rồi Hà bảo hoảng hốt Vội quay thuyền trèo trở lại Nhưng không kịp Sóng lớn đã ầm ầm dồn tới cản hẳn tay trèo khỏe mạnh của chàng lại. Thuyền chàng nghiêng đi, rồi lại lật lại. Khi đưa vút lên cao, lúc lặng vèo xuống thấp, khiến Hà Bảo phải lấy hết sức giữ trèo để lấy thăng bằng mà cũng không nổi. Trên cao, mây kéo mỗi lúc một nhiều. Loáng mắt đã phủ đặc, làm tối om cả một vòm trời. Gió giật mỗi lúc một thêm gớm ghê. Sóng rồn, đánh cao lên vun vút như những ngọn cồn. Gào lên muôn vàn tiếng khủng khiếp đánh văng con thuyền ra xa đến 10 trường. Hà Bảo đứng không vững, mất thăng bằng, ngã rụi xuống ván thuyền. Cơn bão mỗi lúc một thêm lớn, vũ trụ như bị đảo điên trong cơn cuồng nộ của phong vũ. Sóng đánh mỗi phút một thêm rồn sập, mưa đổ xuống ẩm ẩm như thác. Hà Bảo luống cuống vì sợ hãi, cố gượng dậy mấy lần, nhưng mấy lần cùng bị sóng đánh rụi xuống thuyền. Rồi sau chẳng nhọc quá, ngã ngất đi bất tỉnh. Hà Bảo dần dần hồi lại Chàng nheo mặt Giơ tay nắn bên sườn Rồi từ từ hé mắt nhìn quanh Chàng ngạc nhiên thấy trời đã quang Mưa đã tạnh Mà chiếc thuyền của chàng chỉ còn trơ lại có một mảnh ván Thì ra bão to sóng lớn Đã đánh vỡ tan chiếc thuyền của chàng Mà chàng thì bị kẹp chặt vào giữa khe hai tấm ván thuyền Ấy Như thế cũng còn là may cho chàng lắm lắm Vì nếu không mắc vào khe ván Thì chàng đã bị trôi xuống đáy bể làm mùi cho cá lớn rồi còn gì. Chẳng nhăn nhó vì bị kẹp đau, vội cô lách mình khỏi khe ván rồi ngồi dậy, nhớ nhác trông quanh. Chào ôi xung quanh chàng, không một vật gì khác hơn là mặt bể mênh mông không bờ không bến. Mảng thuyền đã mất lái mất chèo, lại không biết ngả đường nào mà về. Hà bảo tê tái cúi đầu, hai hàng lệ ròng ròng lan xuống má. Chàng không sợ sự lạc loài, chàng cũng không lo cái chết, bởi chàng có tấm lòng can đảm, nhưng than ôi Chàng thương nhớ hai em Chàng hình tượng lại những khuôn mặt thơ ngây của Hà Tiêu và Hà Địch Chàng lại tưởng nhớ đến hai khuôn mặt hiền lành phúc hậu của vợ chồng ông lão Lòng chàng quằn nỗi xa xa thương nhớ Nhưng mà biết làm sao được Mặt biển mênh mông không bến không bờ Con thuyền lại mất lái Còn làm cách nào tìm được đường về nữa Vô kế khả thi Chàng đành ôm đầu ngồi Nước mắt chảy ràn ruộng nhưng rồi những sự mải mê tìm cách chồng với nỗi đói khát Dần dần cũng làm chàng hầu quên được nỗi nhớ thương Dòng giã bảy ngày đêm Chàng phải lênh đênh trên biển cả Đói thì chàng lặn xuống sâu mà mò cua ốc Và lại tất nhiên là phải ăn sống Còn khát thì chàng múc nước biển Lọc đi lọc lại bằng ánh nắng mặt trời Cho hơi nước bốc lên một miếng gỗ mà uống Cách này tùy công phu và chẳng được là bao Nhưng chịu khó kiên tâm thì cũng có thể tạm đỡ được trong những lúc quá khát. Đến ngày thứ 8 Hà Bảo đưa ngồi trên mảng, tần ngần nghĩ đến hai em, bỗng chàng ra lên một tiếng mừng rỡ, rồi vùng đứng lên, nhìn đam đam ra phía xa xa. Ồ, một khoảng đất bao la hiện trước mắt, mà chiều sóng đang đưa mảng thuyền của chàng lại gần với khoảng đất ấy. Không mấy chốc, mảng thuyền đã dạt vào sát bờ. Hà Bảo mừng rỡ vội vã co càng nhảy lên và dạo bước về phía có rừng cây rậm rạp. Những lớp gió hưu hưu thơm mát thoảng đến, khiến chàng khoan khoái dễ chịu lạ thường. Chàng vụt tưởng lại những ngày bị phơi nắng cháy ra, lênh đênh trên biển cả mà phát sợ. Chừng nửa giờ sau thì đến khu rừng cây rậm rạp. Hà Bảo sự nghĩ đến cái dạ dày lép kẹp, toàn đi tìm ít trái cây ăn cho đỡ đói. Thì từ gần chỗ chàng đứng, bỗng vang lên mấy tiếng the thé. Rồi từ một bụi rậm bà bóng người đen chùi chuỗi nhảy bổ ra giờ bà ngọn giáo nhọn hoắt chán ngang đường thì ra khoảng đất này là một miền thuộc về phía bắc châu phi một thế giới riêng biệt của một giống người mọi đen hung ác ở đây họ có những phong tục man di hết sức mà chúng ta không sao có thể tưởng tượng được hà bảo thấy ba tên mọi đen chùi chuỗi nhảy ra chắn lối thì dần mình sợ hãi nhưng vì sẵn có can đảm nên sự sợ hãi chỉ thoáng một chút thôi Chàng lại giữ được vài điềm nhiên cất tiếng hỏi Các người muốn gì? Bà tên mọi không biết chàng nói gì Chủ ngơ ngác một giây Và cất tiếng the thè nói liến thoáng một hồi Rồi cùng dơ ba ngọn giáo lên đâm Hà Bảo Đã ba năm không được thi thố tài vũ dũng Hà Bảo cũng thấy ngừa ngay chân tay Lập tức chàng cúi đầu luồn thoát được ba ngọn giáo Rồi vung quyền đánh ngã một tên mọi Và cướp được ngọn giáo Xông vào đánh đỡ tới tấp Ở đất rừng rú vốn đã quen với những sự nguy hiểm Hơn nữa Lại có sức khỏe và tinh thông võ nghệ Nên chỉ trong mấy phút Hà Bảo đã thắng thế Đánh bị thương cả ba tên mọi Chúng the thé kêu lên đau đớn Cùng vứt khí giới Cắm cổ chạy miết Hà Bảo không đuổi Chả ngơ ngác nhìn theo bọn mọi cho tới khi chúng rẽ khuất Ồ Lạ quá Chưa bao giờ chàng thấy một giống người trông gớm khiếp như thế Người đâu mà lại có người toàn thân xám xịt Tóc xoăn mù lên như bị đốt cháy Mắt trắng dã như vôi Môi dày cành cành Mà lại đỏ ngoét như son Trông đến khiếp Hà bảo ngắm nghía ngọn giáo Chàng thấy món binh khí đó làm rất công phu Và rất chắc chắn Còn đang ngợt gù khen ngợi sự lợi hại của ngọn giáo Bỗng thấy từ xa vang lên muôn nghìn tiếng hò reo dậy đất Chàng giật mình Biết bọn mọi kéo đến rất đông Toàn tìm đường tránh Nhưng không kịp mấy trăm tên mọi hung dữ đã ào ào tới nơi vây chặt lấy kẻ thù tê can đảm nhưng trước tình thế này hà bảo cũng phải khiếp hãi chàng chưa kịp tìm địa thế thì mấy trăm mũi giáo nhọn hoắt đã dồn dập xả vào hà bảo thất kinh vội đem hết tài nghệ vùng giáo lên xoay tròn một vòng để gạt nhưng địch sao cho lại ngọn giáo trong tay trước mắt đã bị văng đi một nơi và bên vai bị một vết thương khá nặng chàng hét lên ôm lấy vết thương Ngã rụi xuống, mê man bất tỉnh Bọn mọi ổ vào Cho nhìn lấy kẻ thù Rồi sâu vào một chiếc gậy Xúm lại khiêng đi như một con lợn Chúng khiêng chẳng qua khu rừng Rồi theo con đường đất rộng mà đi mãi Chừng ba giờ sau Thì đến một tòa lâu đài rất đội kiên cố Mà lại tráng lệ và đồ sộ vô cùng Một tên dáng chừng là đầu lĩnh bọn này Chạy lại trước cổng tòa lâu đài Bác loa gân cổ hét lên những tiếng gì the thế từ trên vọng lâu cao ngất, vụt hiện ra một tên mọi đen nháy như than. Nó giang tay làm hiệu để giả nhời bọn dưới, rồi theo sợi chảo, tuột người xuống. Ba phút sau, tấm cổng kiên cố lừ lừ mở rộng. Bọn mọi khiêng hà bảo ồ ạt kéo vào trong tòa lâu đài sâu thẳm, rồi cởi trói, ném hà bảo vào trong một căn phòng rộng thanh thang, rồi kéo nhau ra. Chúng không khóa cửa, nhưng để lại ba tên có đủ khí giới đứng canh phòng đã ba tháng hà bảo phải giam lỏng trong tòa lầu kiên cố vết thương nặng bên vai do sự chữa chạy săn sóc của bọn mọi nên đã được lành mạnh hà bảo ngạc nhiên lắm chàng không hiểu bọn mọi sẽ xử trí với chàng ra sao mà chúng săn sóc chàng một cách chu đáo vô cùng ngày ba buổi bọn mọi bưng cơm đến cho chàng gọi là cơm nhưng thực ra thì chỉ toàn các thứ bánh lạ và đủ cả thịt cá xào nấu rất thơm ngon tối đến Chàng được chúng sửa soạn giường đệm sạch sẽ Và ngày nào chúng cũng đưa chàng đi chơi quanh tòa lâu đài vài lượt Cho chàng giải trí Sự sung sướng đó không làm được cho Hà Bảo khuây khỏa Vì phần lo thân mình cá chậu chim lồng Lại vừa phần nhớ hai em Nên dù được chiều đãi sung sướng Mà Hà Bảo cũng vẫn ủ dụ đêm ngày Những khuôn mặt thơ ngây ngoan ngoãn của hai em Và hình ảnh vợ chồng ông lão thuyền trài phúc hậu Luôn luôn hiển hiện quay cuồng trước mắt khiến lòng chàng quản nội xót xa thương nhớ. Chàng thấy sự ăn nằm sung sướng ở đây chẳng đem lại cho chàng được một chút hạnh phúc. Hơn thế nữa, chàng thấy bị khổ sở vô cùng. Ở chung với bọn mọi mấy tháng, vì có chi sáng nên Hà Bảo cũng học được nhiều tiếng mỏi. Một hôm chàng lân la hỏi tên canh cửa. Tôi bị bắt về đây đã lâu, sao chẳng thấy các ông bắt tôi làm gì, mà cứ chiều đãi tôi như vậy? À, anh sắp được đốt cháy để làm lễ tế thần. Hà Bảo giật mình kêu lên. Trời ơi! Tên mọi người ngác. Sao? Được đốt là có phúc lắm chứ. Chào ôi! Tôi cho công việc đó là độc ác dã man. Ồ! Oh, chúng tôi ở đây. Kẻ nào tốt số mới được đốt cháy. Hà Bảo dùng mình. Nhưng chàng trần tĩnh ngay. Vậy bao giờ thì tôi được đem tiêu? Ba hôm nữa. Hà Bảo cố mỉm cười Ồ, thích quá nhỉ? Thích lắm chứ. Nói xong tên mọi quay ra. Hà bảo không dám lộ một vẻ sợ hãi. Chàng nằm xuống giường, bóp chán suy nghĩ. Đêm hôm đó một đêm trăng mờ. Hà bảo lắng nghe xung quanh, rồi giòn rén đi ra bên ngoài. Chàng tiến lại sau lưng tên mọi đang đi đi lại lại canh phòng. Giờ hai bàn tay sắt, bóp chặt lấy cổ nó vật xuống. Rồi tay chẹn họng, tay cướp ngọn giáo đâm phập xuống giữa ngực. Tên mọi không kêu được một tiếng, dẫy dụa trong cánh tay gân guốc của Hà Bảo rồi chết cứng. Hà Bảo lột quần áo tên mọi, mặc vào mình, rồi lấy đất đen ở một vũng nước bẩn, xoa vào khắp mặt mũi tay chân. Đoạn sách ngọn giáo lèn ra ngoài. Vừa đi được một quãng, bỗng Hà Bảo thấy một bóng người đang nép mình, đi về phía một ngách nhỏ. Người đó chừng như có ý gian rào, nên cứ tìm những bóng tối Nét mình mà đi. Hà bảo không cần suy nghĩ, cũng vội vã lén mình theo sau. Chẳng đình ninh chắc sao cũng nhờ được đường lối của bóng người đi trước mà ra thoát được tòa lâu đài kiên cố. Theo đi được một quãng khá xa, Hà bảo bỗng thấy phía trước có một bọn năm sáu người rong đèn đi lại. Bóng trước nép trong bóng tối, biết không thoát, đành tiến thẳng ra, sang tay làm hiệu, rồi đàng hoàng đi thẳng về phía tòa lâu đài tráng lệ. Hà bảo luống cuống, vì thấy bọn người rong đèn đã gần tới. Nhưng đã nhận rõ thấy những cử chỉ của bóng đen đi trước. Chàng cũng liều, cô giữ phải điềm tĩnh. Đến thẳng bọn mọi rong đèn, cúi đầu, giang tay ba cái làm hiệu. Bọn mọi không để ý đi thẳng. Hà bảo mừng lắm, chợt nhớ đến bóng trước. Chàng vội đảo mắt tìm, nhưng chỉ thoáng một cái như bóng ma. Chàng thấy bóng trước đã rẽ mất về phía tòa lầu. Không trù trừ, chàng vội dạo bước đuổi theo sự lần lút của bóng trước khiến chàng nghi rằng bóng đó cũng định tìm kế thoát thân như chàng. Ồ, nếu vậy hẳn là chàng sẽ có lối ra. chàng cố dảo bước đuổi theo, nhưng bóng trước đã biến đâu. chàng ngơ ngẩn tìm quanh, thì thấy gần đó có chiếc cổng lớn của tòa lầu, liền vội vã tiến lại. không ngờ trước cổng có năm tên mọi sách giáo đứng canh, chung thấy bóng người bước vào, cùng ổ ra dơ giáo cản lối. Hà bảo thất kinh nhưng chợt nhớ tới cử chỉ của bóng đen lúc trước. Chàng đánh liều, giơ tay làm hiệu ba cái. Nhưng chàng không quên cúi đầu xuống để giấu mặt. Nằm tên mọi không nghi ngờ, cùng giãn ra cả sang hai bên để nhường lối. Hà bảo mừng rỡ vội rào bước. Chàng chắc rằng qua lần cửa đó sẽ ra được bên ngoài. Không ngờ càng đi càng thấy sâu, và cứ cách vài trăm bước lại thấy một chiếc cổng khác hiện ra. Mà cửa nào cũng có năm sáu tên mọi canh gác xong nhờ được lối làm hiệu chàng đều thoát được cả mười mấy lần cửa và sau cùng thì chàng lạc vào một cung điện nguy nga tráng lệ có một đoàn nữ nhạc đang múa hát dập dìu như một bầy bướm liệng và trên chiếc ghế bằng vàng nạm ngọc phủ ra báo trắng một thiếu nữ thì hơi đen nhưng rất xinh đẹp đang ngồi nghiêm trang xem đoàn nữ nhạc lượn múa có lẽ đó là chúa mỏi hà bảo chưa bao giờ được thấy những điệu múa hát lạ mắt đó còn đang nép mình mải mê xem bỗng thấy đoàn nữ nhà kêu thét lên đồng thời nữ chúa mọi vùng đứng dậy hốt hoảng lùi lại hà bảo giật mình nhờ nhác trông quanh từ phía cửa ngách một bóng người cao lớn toàn thân đen nhẫy hiện ra với một lưỡi dao lấp lánh trong tay đó là bóng đen mà hà bảo đã theo hồi vừa rồi nữ chúa mọi rút lưỡi dao nhìn bóng đen cao lớn sẽ quát mi dám vào đây muốn chết sao với bản lĩnh của chúa mọi bóng đen chẳng sợ Hàn sấn đến ta giết mi con gái ta sẽ đoạt quyền mi nữ chúa mọi căm giận vùng lưỡi dao chém bóng đen dơ dao phá làn dao của chúa mọi rồi đâm chém loạn xạ hà bảo đứng ngoài nhận thấy nữ chúa mọi tuy nhanh nhẹn nhưng trước đường dao của kẻ địch quá hăng hái nàng bị đánh dồn rất gấp và không đầy một phút đã bị băng mất khí giới tên mọi gian ác sấn vào hạ thẳng một dao Chúa Mọi hét lên một tiếng thất kinh Nhắm mắt trở chết Nhưng nhanh hơn Hà Bảo đã vung tay Lao mạnh ngọn giáo cám phập vào giữa ngực tên Mọi đen Khiến hắn không kêu được một tiếng Ngã gục xuống chết liền Ngày hôm sau Người ta sửa soạn một đám cưới linh đình Nữ chúa Mọi kết duyên cùng Hà Bảo Đó là nguồn hạnh phúc Mà Hà Bảo tưởng không bao giờ có được Ở trong đời chàng Thế mà than ôi Hà Bảo chẳng vui chẳng mừng Suốt ngày chàng buồn bã ngẩn ngơ Nữ chúa mọi ngạc nhiên hỏi Tại sao chàng buồn? Cuộc tình duyên này chàng làm chàng được vừa ý sao? Hà bảo nhìn ra xa thở dài Tôi không mong gì hơn trong cuộc tình duyên này nữa Vậy sao chàng buồn? Phải chăng chàng không được làm sinh lễ tế thần? Hà bảo dùng mình Chào ôi, đó là một phong tục dã man tàn bạo Ô, chàng chưa nói bậy một người khác đã có phúc lớn được thay mạng chàng rồi đó. Hai hôm nữa, kẻ đó sẽ được thiêu vàng. Hà bảo trợn mắt. Trời ơi, dã man, mọi dợ, giết hại một kiếp người. Đó là một điều tối ưu độc ác. Nàng hãy nghe tôi, phế bỏ cái phong tục kỳ quái đó đi. Nữ chúa mại gật đầu. Vậy chàng còn điều gì muốn nói nữa chăng? Thiếp xin chiều ý, miễn là chàng được vui lòng. Hà bảo trầm ngâm. Điều này hơi khó E nàng không ưng Chàng cứ nói Thiếp xin nghe Hay lắm Xin nàng sai làm cho tôi một chiếc thuyền thật lớn Chúa mại ngạc nhiên hỏi Để làm gì Hà bảo thở dài Bên xứ nhà Tôi còn cha mẹ già cùng hai em dai Phải xa những hình ảnh ấy Tôi dù có được ngồi trên châu Ngọc Cũng không thể vui được Tôi phải về đó là ước nguyện duy nhất của tôi Nữ chúa mỏi lắc đầu buồn bã Vậy còn nghĩa vợ chồng Chẳng nghĩ sao Tôi quên sao được điều đó Nếu nàng có thể bỏ được nơi này mà về cùng tôi Thì xin truyền làm chiếc thuyền lớn ấy cho Chúng ta sẽ sum họp một nhà Chúa mọi thở dài Đã là nghĩa vợ chồng Thiệp đầu đi cưỡng lời chàng Hà bảo mừng rỡ Nếu vậy Nàng truyền làm ngay đi Cần nhất phải nói rằng Làm thuyền để đi chơi ngoài bể Chứ đừng nói thực E dân chúng không ưng mà ngăn cản chăng Nữ chúa mọi thở dài Xe sẽ gật đầu Một tháng sau Con thuyền vừa rộng rãi vừa kiên cố Theo mẫu vẽ của Hà Bảo đã làm xong Dân mọi hớn hở tiện đưa nữ chúa cùng Hà Bảo xuống thuyền Muôn vạn tiếng hoan hô vang lên Chúc chúa đi chơi được bình an chúc chúa đi chơi được may mắn. Sóng gió êm đêm. chúc chúa sớm sớm trở về. Còn thuyền lướt xa xa, xa dần. Nữ chúa mọi tần ngần trông lại, nàng run run giơ tay vẫy vẫy theo tiếng hoan hô của dân mọi, rồi quay vào thuyền, gục xuống nước nở. Khi trước, mảng thuyền của Hà Bảo được sóng đánh mạnh, nên chỉ 10 ngày đã dạt vào cái thế giới riêng biệt này. Nhưng nay vì không thuộc đường, nên trèo dòng dạ ba tháng trời mới tới được đất nam nhưng than ôi một thứ cây mà cỗi dễ đã ăn sâu trên vách núi sườn non hỏi đem về vun sới vào nơi đồng ruộng nó sống được chăng không không nó sẽ héo sẽ úa sẽ chết mỏi mòn cho nên chỉ một tháng sau con thuyền lớn kia lại từ đất nam vượt sóng trở về phía bắc châu phi nhưng lần này nó đem theo cả vợ chồng ông lão thuyền trài cùng hà tiêu và hà địch Nữ chúa mỏi giang tay bơi trèo Nhìn Hà bảo Lần này cả gia đình chàng cùng sang Hẳn chàng sẽ ở mãi mãi Chúng ta sẽ cùng hưởng sự giàu sang vui sướng Hà bảo nhìn hai em đang nô đùa trong khoang sung sướng gật đầu Chắc chắn là thế quý thính giả vừa nghe xong đọc truyện trên kênh của vân chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo